Alo, alo, 123. Alo, alo, 123. Alo, alo. Ok, chào mừng các anh chị quay trở lại với cổ phiếu 24 giờ TV. Phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta có một phiên bùng nổ và lan tỏa rất là khá là tích cực của thị trường. Và cái kịch bản này đi khá sát với những diễn biến mà chúng ta đã phát họa ra trong tuần vừa rồi. Và phiên ngày hôm nay, kể cả những diễn biến trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nó cũng khá giống với miêu tả cũng như chiến lược của chúng ta là trong cái nhận định thị trường trong ngày hôm qua. Anh chị nhớ là chúng ta có cái đường EMA 20 đi lên tại ngưỡng 1.233 và 1.234. Thì đầu phiên giao dịch, chỉ số VN-Index nó đã về nó chạm ngưỡng này và cuối phiên thì thị trường lan tỏa và rút nánh lên. Trong đó các nhóm cổ phiếu chủ đạo quay trở lại là nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Ngoài ra thì có những cái cổ phiếu rất là tích cực trong nhóm cổ phiếu trụ mà chúng ta đã có những cái khuyến nghị trong các phiên giao dịch trước đây rồi. Phần nữa là các anh chị cũng thấy là đầu phiên giao dịch ngày hôm qua em có phát họa ra một cái kịch bản để các anh chị quan sát là đầu phiên giao dịch nếu chúng ta có một mức giảm đâu đó là từ 5 đến 7 điểm mà cái phái sinh này tại thời điểm đó đầu phiên thì cái phái sinh này nó đảo chiều cho nhau. Thì các anh chị có thể quan sát ngay những cái diễn biến đó đầu phiên để ra quyết định. Thì những cái diễn biến trong phiên giao dịch nó đi khá sát. Quay trở lại một chút với diễn biến thị trường chung trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì các nhóm cổ phiếu bắt đầu có cái sự phục hồi trở lại là nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu chứng khoán. Trong đó nổi trội trong phiên giao dịch ngày hôm nay có thể kể đến là tiếp tục là mã cổ phiếu Masan. Masan tiếp tục một phiên giao dịch khá là tích cực với một cái nến trắng. Vì vậy Masan đà tăng giá của cổ phiếu Masan vẫn đang được duy trì và khá là tốt đối với những anh chị nắm giữ cho một cái trend sóng khá là mạnh trong thời gian tới. Đối với những cổ phiếu như thế này, đối với những anh chị nào lướt sóng quá ngắn thì chúng ta mới nên lướt thôi. Còn không đang chúng ta đang có lợi thế nắm giữ dưới khu vực này thì các anh chị nên tiếp tục nắm giữ. Và cũng trong ngày hôm qua có bạn hỏi là có nên chốt Masan hay không, thì hiện tại đang có lợi thế lớn thì tiếp tục nắm giữ thôi. Một cái trend sóng rất là dài và chúng ta tính thông minh nó sẽ còn bùng nổ kéo dài nữa nên không có vội vàng chốt trong những cái nhịp đầu tiên của những cổ phiếu như thế này. Có thể mình đánh giá là vừa rồi mình có đánh giá là Masan nó sẽ là cổ phiếu tiếp theo giống Novaland vậy, càng về đoạn sau sau khi nó retest rồi càng về sau nó sẽ càng tăng mạnh nên cổ phiếu này là chúc mừng các anh chị nào có mua được cái cổ phiếu này trong những cái nhịp khuyến nghị vừa qua. Ngoài ra chúng ta quay lại một chút với những nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng. Thì hầu hết thì các chị sẽ quan sát một cái biến động của nhóm cổ phiếu ngân hàng top 2. Ví dụ chúng ta qua chúng ta xem một chút về dòng cổ phiếu ngân hàng đi. Thời gian tới thì view chủ đạo của mình trong thời gian tới là các chị nên tập trung đánh vào mạnh vào các nhóm ngành tài chính, trụ, bất động sản, chứng khoán và ngân hàng, bởi vì trend sóng của các nhóm này nó đang là mạnh nhất và đang là giai đoạn mà chờ vượt đỉnh xong thì cổ phiếu không đỉnh và cái nhóm leader mà nó không có đỉnh thì sau này nó sẽ như nhóm ngành thép mà các chị đang chứng kiến thôi. Nhóm ngành thép thì quá là bá đạo rồi, trend sóng càng tăng mạnh càng về sau là càng mạnh. Thì các anh chị nhớ lại là trong cái phân tích của chúng ta này, nhóm ngân hàng nó đang nằm ở đây nè. Có thể những giai đoạn đầu, những giai đoạn thị trường rung lắc và đi lên và thời gian tới là gặp cái kháng cự tâm lý tại 1.330, chúng ta sẽ lại phải tranh cãi lại một lần nữa. Nhưng mà mình sẽ update cái phân tích về nhận định về cái diễn biến của VN-Index thời gian tới. Nhưng mà sau phiên giao dịch ngày hôm nay với cây nến như thế này và đặc biệt là nhóm ngành tài chính, chứng khoán và trụ bắt đầu bung lên lại thì cái view này cái ngày mai có thể là tiếp tục là một phiên khá là tích cực và chúng ta có thể là VN-Index nói chung nó bứt thoát ra khỏi khu vực này. Trong VN-Index thì có cái độ phân hóa rất là lớn, có nhiều nhóm cổ phiếu nó vẫn đâm đầu nó đi xuống, có những nhóm cổ phiếu nó retest thì nó sâu hơn VN-Index một chút. Cái anh này này, cái anh VN30 thì đang là mạnh nhất. Hầu như cái nhịp điều chỉnh này chỉ sau một phiên hôm nay thôi, anh VN30 đã vượt được đỉnh cũ rồi. Chứng tỏ một cái dấu hiệu là các cổ phiếu trụ trên thị trường đang luân phiên trong một cái uptrend mạnh. Thì tại sao giai đoạn vừa rồi chúng ta có Novaland, chúng ta có Masan cũng như VIX
Và rục rịch là các phiên gần đây chúng ta có thêm VHM, thì những cổ phiếu này nó đang bung trend, kể cả những phiên sắp tới. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, các anh chị để chú ý đầu phiên này, tại thời điểm mà VIX nó chuyển sang đỏ, thị trường của chúng ta lại xanh tích cực. Như vậy chúng ta view ở đây, không, vừa rồi có một vài anh em có quan điểm là nếu như VIX mà nó quay lại nó đập đỏ nữa thì có thể là thị trường sập, là phân phối đỉnh rồi hay không. Còn view sóng của em đang là nó đang đánh phân hóa, các cổ phiếu trụ nó đang có trên mặt, thì chúng ta view lại thì sau này biết đâu VIX chúng ta cũng thấy quá rõ ràng là trước đây một cái đồ thị tương quan với VN-Index. VIX cái sóng tháng 4 năm ngoái, VIX tăng ngay đầu sóng, là đoạn đầu sóng là VIX nó tăng mạnh nhất, và suốt cái sóng sau này trong khi VIX nó điều chỉnh, nó sideways, nó tích lũy ngang, thì lúc đó VN-Index của chúng ta lại tăng mạnh một cái nhịp mới, thì có thể đó là một cái tham chiếu. Ngoài ra còn cái Novaland, các anh chị cũng biết là cổ phiếu này cũng khá là thường đi ngược trend với VN-Index. Đây, Novaland nó đi ngang thì VN-Index của chúng ta đoạn này lại tăng. Giờ Novaland theo cái quan sát mà nấy như thế này, có thể là quanh quanh cái khu vực chuẩn bị có một nhịp tích lũy ngắn hạn rồi, thì lúc đó có thể là VN-Index của chúng ta có những cái nhóm ngành nó phân hóa, nó tăng mạnh. Và cái tin vui, cái tín hiệu tích cực nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay có thể kể đến những nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Cổ phiếu bất động sản cũng có khá là nhiều cổ phiếu đáng lưu ý. Như các anh chị cũng thấy là KDH này, KDH có cái nhịp trong phiên, giữa phiên là đã chạm trần rồi. Mã tiếp theo là Đất Xanh, rục rịch dòng tiền khá là mạnh, vốn khá là mạnh. KDH vốn cũng khá là mạnh, lát nữa chúng ta phân tích lại. HBC thì vừa rồi thì HBC đạp khá là yếu nhưng mà cũng rục rịch lại rồi. Trong dòng dòng ngân hàng và dòng chứng khoán, các anh chị chúng ta cùng view một chút về cái dòng ngân hàng đi. Chúng ta sẽ thấy một đặc điểm chung về nấy. Anh này thì đạp dưới này, và sau phiên giao dịch ngày hôm nay, Vietcombank quay trở lại đóng cửa trên đường EMA 20 ngày. Đó là một cái tín hiệu tích cực rồi. BID thì còn yếu, nhưng mà hai cặp nến này, cây nến xanh ngày hôm nay của BID là tương đối tích cực, và ở dưới này là nó đang đi từ dưới này hỗ trợ, nó đi lên lại. Thì chúng ta qua những cổ phiếu mà chúng ta thường tập trung giai đoạn vừa rồi ấy, và mình khuyến nghị ấy, đây CTG, các cổ phiếu banh nó sẽ có hai cây nến như thế này. Cặp nến này là trong phiên giao dịch ngày hôm qua cũng như phát họa về chỉ số VN-Index cũng như cái chiến lược mà chúng ta mua bán, các chị cũng thấy là mình có lấy, em có lấy ra HCM, em phát họa một cây nến doji, thì hôm nay cây nến doji nó đi như thế này. Như vậy một cặp nến doji như thế này, anh chị nào nhảy có thể mua đẩy mạnh về cuối phiên rồi. Đó là chúng ta đã có một cái chiến lược rất là cụ thể trong phiên ngày hôm qua, và diễn biến nến ngày hôm nay là chúng ta có những cái diễn biến nến khá là giống, hoặc là chúng ta cũng có phát họa về VRE để các anh chị là có một cái chủ động trong phiên giao dịch. Có thể là không có cái tư vấn trong phiên thì các anh chị có thể hình dung được cái chuyển biến, hoặc là có môi giới nào đó tư vấn kỹ cho các anh chị xuất hiện những cặp nến này, thì cuối phiên mà thị trường chưa ngã, các anh chị có thể mua, tự tin mua những cổ phiếu như thế này. Một nến thì độ tin cậy nó có một phần có khả năng đảo chiều, còn hai nến cái độ tin cậy nó sẽ cao lên dần, và chúng ta có kỳ vọng là ngày mai sẽ là một ngày rất là tích cực, đặc biệt là các nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán nó có mẫu hình khá là na ná nha, và đang giữ được đường EMA 20. Với một cặp nến như thế này thì xác suất ngày mai sẽ là ngày tiếp tục tăng, mở gap tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm chứng khoán. Có thể nó quay lên, nó lên đây, ngày mai sẽ là ngày mà nó lên được trên cái cận trên của kháng cự này, cận trên của giai đoạn mà tích lũy tuần hai tuần vừa rồi á. Lên đây có thể nó có nhịp nhả ngược về cuối phiên, nhưng mà phiên tiếp theo chẳng hạn như phiên thứ tư có thể là phiên break trở lại của cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngày mai vẫn là ngày tích cực ngay đầu phiên, chúng ta sẽ có cái gap, bởi vì cái xác suất nến mà hai nến rút liên tiếp như này như thế này thì cái xác suất thành công là phiên tiếp theo là phiên tăng điểm khá là cao. HD Bank, đây là nhóm cổ phiếu ví dụ CTG, ACB, MB, Techcom, HD, VIB cũng chặt cũng khá là đẹp, nằm ở đây cũng khá là đẹp. STB cũng là một cổ phiếu khá là đẹp mà mình có nhấn mạnh trong các video trước rồi.
thì những cổ phiếu này nó đang tựa vào đường EMA 20 và nó đạt luôn cái thăm minh của một nhịp điều chỉnh. Thì nhịp này các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán nó có thể bùng lên một nhịp và đưa VN Index của chúng ta tiến lên vùng 1.330 đến 1.350, và cái nhịp tăng nó có phải kéo dài như thế này. Và trong phân tích cấp độ sóng, cái nhịp sau nó còn mạnh hơn cái nhịp đầu này. Những nhịp đầu thường là những nhịp yếu và những nhịp chỉnh đầu tiên thường là những nhịp chỉnh sâu, nhưng mà nhịp bung tiếp theo á, ví dụ như theo view của mình là chúng ta đang chuẩn bị bước vào nhịp 3 của cái sóng 5, hoặc là chúng ta còn một kịch bản thận trọng khác là nhịp 5 của sóng 5. Thực sự nhịp 3 này là nhịp 3 thuộc sóng 3 thuộc sóng 5 này, và ngày mai đi, ngày mai mình sẽ update hoặc là chờ nó bứt break hẳn ra khỏi cái khu vực này, các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán nó quay ra nó break cái kháng cự bên trên trong 2 tuần vừa qua, thì lúc đó mình sẽ update lại một cái bản tin review về cấu trúc sóng và cái cấp độ sóng của VN Index. Và giai đoạn hiện tại chúng ta sẽ review nhiều về cái báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên thị trường, và tối ngày hôm nay thì chúng ta có thêm những cái thông tin SHB là cổ phiếu cũng khá là mạnh, trong khi Liên Việt, AIB và những cổ phiếu ngân hàng dưới này nó tăng mạnh là có thêm cái thông tin hỗ trợ. Đâu đó là các anh chị cũng thấy là nó lọt vào rổ VN Diamond. Ngoài ra các anh chị có thể thấy có cái tín hiệu trong tuần vừa rồi này. Các anh chị thấy trong tuần vừa rồi hầu hết các quỹ ETF trên thị trường là tăng nạp và tăng cái chứng chỉ quỹ, thì tiền vẫn đang đổ dồn vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Và cái thứ hai là có luôn anh cái Fibon ở đây, thì nạp của anh Fibon vẫn tăng như thế này. Đây, từ lúc giải ngân xong là nạp của anh Fibon giải ngân vào tăng, mà những cái quỹ mà mới huy động vốn vào thị trường Việt Nam mà có cái thành tích hoặc là có cái lợi nhuận nó tăng trưởng tích cực như thế này thì sau này nó càng thuận lợi để nó huy động vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta nè. Giống như các anh chị mà giờ các anh chị gửi gắm ai nhà đầu tư nào đó hoặc là quỹ đầu tư nào đó mà thấy tỷ suất sinh lợi của nó quá tốt, thì thời gian tới các anh chị càng muốn đẩy vốn vào cho các quỹ đó nó quản lý. Và Fibon thì vừa rồi chúng ta chỉ có một đợt giải ngân đầu tiên thôi, dự kiến sắp tới còn cái đợt giải ngân thứ hai nữa, và với cái mức tăng trưởng NAV như thế này thì các anh chị thấy là nó đang có xu hướng là tích cực, mà NAV càng tăng thì cái tiềm năng để quỹ huy động trong thời gian tới, quỹ Fibon này nó huy động vào thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới khá là tích cực. Vậy trong phiên ngày hôm nay đi, chúng ta quay lại một chút. Các anh chị, ok, chào mừng các anh chị và các bạn theo dõi ha. Mình sẽ view. Chúng ta thấy hầu như các cổ phiếu nhóm banh là các anh chị cũng thấy là hai nến đi đôi với nhau. Hai nến đi cặp đôi với nhau là hai nến rút chân rồi. Và hầu như là đang rút và giữ lại quanh cái đường EMA 20 và chờ bung lên lại một cái nhịp mới. Nhóm chứng khoán cũng tương tự. Nhóm chứng khoán thì hôm qua là hôm nay VCI một cặp, hai phiên hôm liên tiếp, phiên cuối tuần và phiên này là cặp doji rồi, thì cái xác suất phiên tiếp theo sẽ là phiên bật tăng trở lại, và cả cái này này vẫn đang là cái nền tích lũy này, hoặc là HCM hôm nay đóng nến rút nến thì đã nằm luôn ngay đường EMA 20 rồi, khá tích cực rồi. XXI cũng giữ cặp nến như thế này, thì các anh chị mà quan sát nến thì ngày hôm nay hoặc thậm chí mai tiếp tục mua cũng được. Đối với những anh chị mà còn sức mua cao thì nên mua. Anh chị nào có kinh nghiệm mà quan sát ngay trong phiên là chúng ta có thể đẩy lệnh rồi. VND vẫn đang là khá tích cực, VND gần như giá đóng cửa là đã cao nhất trong cái khu vực điều chỉnh sideways của nó rồi. Tối ngày hôm nay chúng ta có thêm thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của SHI. MBS hai nến rút cũng khá là mạnh. Thường nến đầu tiên ngay tại hỗ trợ thì vô nó chưa nhiều, bởi vì xu hướng trong phiên thì nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ lắm, sợ mua giá xanh thì bị đạp đỏ, nên ngày mai mà nó mở gap nó tăng hưng phấn trở lại thì là một câu chuyện khác, có thể vô nó sẽ tích cực trong những cái cây break. Hầu như là nhóm chứng khoán của chúng ta cặp nến nó như nhau cả. Các anh chị quan tâm mã nào hoặc là nên chọn những cái mã có cái kết quả hoạt động kinh doanh thật là tiềm năng để chúng ta đầu tư. Nhóm cổ phiếu bất động sản
chúng ta review một chút về các cổ phiếu nổi bật trên thị trường đi. Ok, chào các anh chị và các bạn chút này. Chào anh Nguyễn Thanh, Phương Thanh Lý Bạch Đằng gì đây, SHB chiều giữ là quá tốt đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng anh. Hiện tại nó kết thúc, chúng ta vừa mới đi qua một nhịp điều chỉnh 10 phiên, thì chúng ta còn khi mà thị trường mới bung trở lại thì anh có một cái nhịp tăng đủ dài về tham minh và mục tiêu giá. Nay SHB mới bung, nhóm ngân hàng mới vượt, mới giữ được hai phiên cuối tuần và phiên nay, thì chúng ta còn cái view là khá là tích cực, ít nhất là cả 1-2 tuần tới nữa, nên anh cứ thông thả mà giữ khá là tốt. Chào anh Linh Hà hay chị Linh Hà gì đây, BCG IDC nhờ em phân tích giúp. Chào bạn Hoa Vũ, 1.000 like, ok, nhưng mà đừng có 2 like ha. Số này là số lẻ chứ không đây là số chẵn. Like mà like số chẵn là nó thành không có gì rồi. Anh view giúp em Linh Mai, ok. Anh view giúp em OCB chiều bán. Hiếu Bùi, chào bạn Hiếu Bùi ha, Tiền Phong Banh. Ok, chúng ta sẽ phân tích về nhóm cổ phiếu ngân hàng. Hầu hết nếu như nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên hôm nay, đối với những anh chị nào có sức mua, thì phiên cuối tuần hoặc là phiên hôm nay là phiên mua khá là tốt. Thậm chí là phiên cuối nấy mà các anh chị nào có kinh nghiệm quan sát trong phiên các cổ phiếu những ngân hàng như thế này, thì chúng ta đi cụ thể mã nào luôn đi. Để chúng ta review lại một chút nhé. Rồi sau đó chúng ta review các cổ phiếu nổi bật trong phiên ngày hôm nay đã. Sau đó chúng ta mới qua Masan, các anh chị chắc cũng không view, không cần view lại đó. Masan thì sóng hiện tại, sóng thị trường là sóng trụ, nó đánh rất là phũ phàng, nó đánh rất là mạnh, tức là VIX là kéo luôn, Novaland kéo luôn. Anh chị nào có Masan tiếp tục nắm giữ, và có một vài anh chị mấy hôm nay có xem những buổi review thì đã vào cái giá khá là tốt trong các phiên vừa rồi. Hoặc là các anh chị nào có Zalo của mình cũng thấy là mình update cái khuyến nghị Masan 92.5 trên cái wall Zalo của mình, trên nhật ký Zalo, các anh chị cũng thấy là ngày đó là mình cho cái tín hiệu mua rồi. Chúng ta vào cổ phiếu tăng mạnh chút đi. Các anh chị, nhóm ngân hàng, chúng ta sẽ view những cổ phiếu tích cực trước này. Vietcombank SBID vừa rồi gãy quá sâu rồi, cái nhịp hồi này đánh giá bình thường. Techcombank đây, sở dĩ những cổ phiếu như thế này nó có mức tăng tốt hơn những cổ phiếu trong ngành là các anh chị thấy là nó điều chỉnh không có quá sâu so với đường EMA20, và nó đang nằm giữ được trên EMA20, thì những cổ phiếu này nó sẽ có, thường là ví dụ như Techcombank hoặc là STB là mình cũng khuyến nghị là nên mua. Cổ phiếu càng mạnh trên mà nó đang giữ nằm trên EMA20 thì lúc nó bật lên nó sẽ có xu hướng là nó mạnh. Hoặc là NHB là có đoạn là mình khuyến nghị ở đây rồi, mà mấy phiên cuối tuần test hai nhịp này và cũng khá là mạnh, NHB vẫn còn rất là tiềm năng. STB, những cổ phiếu các anh chị sẽ thấy những cổ phiếu mà nó nằm dưới nó sẽ yếu hơn một chút, nằm dưới mà nó rút được lên tới đây thì giữ từ EMA20 trở lên thì sau này cái nhịp tiếp theo các phiên sắp tới nó sẽ bung mạnh. Còn cổ phiếu nào xa dưới này quá nó sẽ tăng từ từ lên tới EMA20, và từ đây nó sẽ có cái tiềm năng nó break cái kháng cự trước đó. Nên thường cái tốc độ mà cổ phiếu mà càng nằm trên EMA20 bật lên thì cổ phiếu đó thường có tốc độ phục hồi mạnh nhất. Bởi vì trong nhịp chỉnh, những cổ phiếu mà các anh chị quan sát trong nhịp chỉnh mà nó chỉnh yếu, nó chỉnh ít là nó là một cổ phiếu mạnh, nên khi thị trường phục hồi nó sẽ mạnh lên ngay lập tức. Thì có những cổ phiếu như CTG cũng khá là đẹp. CTG ngày hôm nay tuy cái mức độ phục hồi chưa cao, nhưng cổ phiếu này vẫn là nằm ngay điểm mua EMA20 ngày này. Và từ đây bung lên thì chúng ta chờ một cái tiếp theo, chỉ cần một nến xanh thôi là nó đã phủ được cả cái giai đoạn tích lũy điều chỉnh ở đây rồi. Nên CTG vẫn đánh giá là một cổ phiếu mạnh và tiềm năng trong thời gian tới. ACB thì hôm nay rút nấy nhưng mà nằm dưới EMA20 ngày, vốn cũng khá là yếu, thường nằm dưới cái EMA20 thì chờ lên từ từ lại. Nhưng mà đây vẫn là nhóm mà các anh chị có thể mở mua trong dòng banh khá là tốt. Còn các anh chị nào quan tâm tới cổ phiếu mạnh trong dòng ngân hàng, Tiền Phong Banh đúng không? Chúng ta bàn tiền thể, bàn dòng thôi đi, chờ chút anh chị ha. Cổ phiếu nổi bật trong phiên ngày hôm nay có thể có những anh khá là tích cực. Anh VHM một chút đi. Chúng ta cũng bàn cái điểm mua VHM và VRE trong các phiên gần đây rồi.
PHM khá là tích cực. Chúng ta quan sát trên chart tuần thì các anh chị thấy nến tuần này, nến tuần của VHM sau phiên giao dịch ngày hôm nay nó đã cao hơn cái đoạn này rồi này. Thì vừa rồi nó bị đạp theo cái, nó đã vượt rồi này, nến tuần nó đã vượt cái trước. Còn cái sau này chính là cái nến tuần cách đây 2 tuần. Thì lúc đó là bị đạp ngược về theo thị trường thôi. Bị đạp ngược về theo thị trường thì chúng ta có ngưỡng 105. Tức là chỉ còn 6 lai giá nữa thôi là VHM nó đã break được chặt tuần rồi. Có nghĩa là nó sẽ vào cái pha giống như anh Masan này. Masan thì đây, Masan là cái đoạn chặt tuần là nó vượt ở đây rồi này. Nếu các anh chị nào nhại mà trước đây trong cái video em phân tích khá là kỹ là khuyến nghị mua Masan ở đây và break 95 sẽ là ngưỡng chúng ta đẩy lại. Thì anh VHM anh chỉ còn cách có 5 like nữa thôi. Và với một cổ phiếu như VHM thì 5 like nó không có khó. Thì thị trường với bối cảnh thị trường mà nó đánh trụ theo cái cách mà nó đang đánh như thế này thì VHM ngày mai mà break luôn là cái trend sóng sẽ mạnh hơn các phiên trước. Cái nhịp trước dưới đây thì chúng ta quan sát trên chặt ngày là nó chưa vượt, nên nó cứ rung lắc ở đây liên tục. Thì giờ dòng tiền nó có rồi, thông tin nó cũng có, khá là tích cực rồi. Còn anh đi theo VHM là anh còn lại là VRE. Thì ngày hôm nay đánh vẫn khá là lầy. Cả phiên giao dịch thì VRE cái dàn co thậm chí là đỏ tiêu cực. Nhưng mà kịch bản là nó khá là giống với những gì chúng ta dự báo trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Đó là hai cây nến doji. Thì cái xác suất hai cây nến doji này nó đã chiều nó đi lên là nó cao hơn một cây. Càng hai cây rút nến lên, có nghĩa cổ phiếu ở đây là đang rung lắc liên tục trong phiên để watch out. Rung lắc đánh chán nản trong phiên watch out 2 lần. Thì ngày mai là cái cửa xác suất là đã tăng lên tốt rồi. Còn những cái cổ phiếu nổi bật trong cái nhóm cổ phiếu bất động sản có thể kể đến KDH. Và KDH này là một cổ phiếu các anh chị có thể định hướng theo VN-Index khá là tích cực. Đây, cây ngày hôm nay vol của KDH, khối lượng KDH là 7.7 cổ. 7.7 cổ nó còn cao hơn cây vol trước đây đột biến nè. Các anh chị thấy đây là một giai đoạn tích lũy ngang của KDH này, siết chặt này, sau đó bùng nổ lên một cây với vol như thế này. Và cây ngày hôm nay còn cao hơn cây vol trước đây nữa, khá là đẹp về tích lũy. Và đoạn này nó cũng đang tích lũy vùng ngang rồi, một cây nấy nó che ngang luôn cả từ tháng 2 tới tháng 4. Cái nhịp tích lũy từ tháng 2 tới tháng 4 thì đây là khởi đầu xu hướng sóng khá là tốt. Còn lại một cái để chúng ta view một cái trend sóng dài của VN-Index trong thời gian tới là các anh chị thấy là KDH là một mã có tương quan hoàn toàn là thuận với diễn biến của VN-Index chúng ta. Đầu tháng 4 KDH tăng thì tăng khá là khớp với sóng của VN-Index. Và tháng 8 từ đáy đi lên KDH cũng bùng nổ liên tục và VN-Index của chúng ta cũng là đi lên. Và giai đoạn tích lũy thì các anh chị cũng thấy là trend sóng nó có cái sự gọi là beta thuận á, thuận với thị trường. Thì anh này là tương quan thuận theo chỉ số VN-Index. Nên ngày hôm nay KDH có cái dòng tiền tích cực như thế này, nén khá đẹp. Ngày nhịp trước là nhịp đạt về retest ngay tại đường EMA 20 và từ đây tựa lên bung lên. Thì chúng ta ngay ngày hôm nay đã vượt luôn đây luôn rồi. Nó đã vượt cái kháng cự ngang ở đây rồi. Đâu đó là 32.5 hoặc là sớm là 32.2. Mà các anh chị thấy trên chặt tuần này, chặt tuần thì từ đường EMA 20 tuần nó tựa nó bung lên. Nhưng mà chúng ta thấy xu hướng sóng của KDH thời gian tới nó sẽ mạnh. Là các anh chị thấy đây là chúng ta có một cái nén tháng. Nén tháng thì KDH nó đã đóng cửa trên cái thân nén rồi. Nén tháng này phiên ngày hôm nay là cái thân nén tháng nó đã vượt cái thân nén tháng của trước đây rồi. Thì còn cái đoạn sau là đoạn bắt nén thì sau này nó sẽ chinh phục thôi. Thì chúng ta view một cái trend sóng dài thì KDH sau phiên hôm nay khá là đẹp và mạnh trong thời gian tới, sẽ là một cái cổ phiếu hứa hẹn. Anh tiếp theo trong ngành bất động sản có thể kể đến là DSG. DSG thì DSG thì các anh chị cũng thấy là câu chuyện liên quan tới DSX. Ngày hôm nay ngày 19 tháng 4 là ngày cuối cùng các công ty chứng khoán nó phát hành, nó bán, gọi là bán gì đó, bán cổ phiếu lên sàn niêm yết, nó phân phối. Ngày cuối cùng phân phối DSX thì DSG bắt đầu có một cây bắt đầu break lên khỏi khu vực này. Thì đoạn này anh DSG ảnh sẽ giống như anh Novaland cái đoạn break này đó, cái chặt nó na ná nhau đoạn này.
Nhưng mà trước đây anh Novaland này là cái sóng trước anh sóng yếu, sóng này anh sóng mạnh. Còn anh DXG cái đoạn này là sóng, chúng ta chờ một cái câu chuyện là sóng vượt đỉnh. Đang chờ bung lên vượt đỉnh. Thì trend sóng này cũng khá là tích cực. À, phiên này vẫn là khá tích cực. Trong cái các phiên giao dịch tuần trước thì rất là nhiều anh chị hỏi những cái nến đỏ như thế này có xấu hay không. Nhưng mà view á, mình đã view là một cái nhịp tích lũy cổ phiếu mà nó mạnh, cái nhịp đạp của nó không đập sâu mà nó đang đi ngang tích lũy nền như thế này là những cái cổ phiếu mạnh và rất là tiềm năng. Thì các anh chị nào quan sát mà nhại mà mua DXG trong các phiên vừa rồi và chờ nó break lên đẩy lệnh thì rất là tốt cho cái xu hướng sóng sắp tới. Hầu như là KDH và DXG mới là hai cổ phiếu nổi trội trong phiên ngày hôm nay. Có anh Phát Đạt mà Phát Đạt cũng là chạy sóng cũng khá là khiếp rồi. TDR thì tăng sóng liên tục. Na ná như Hòa Phát. Các anh chị, chúng ta quay lại một chút với Hòa Phát ha. Nhóm cổ phiếu thép hiện tại vẫn đang là tâm điểm và nó bùng nổ lợi nhuận, cũng như cái câu chuyện nó rất là tốt. Thì mình dùng cái nhóm Hòa Phát, nhóm thép này nè, để các anh chị view cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngành thép, con leader ngành thép tăng được tới 4 lần. Trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng chúng ta tính từ nền của năm 2020 thì các cổ phiếu ngân hàng nó chỉ mới tăng gấp đôi thôi. Thì mình đánh giá là cái sóng năm này nè, và đặc biệt theo cái view sóng năm, sóng phân tích của em, thì sóng đó là sóng của nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản. Và trước đây giờ em có những cái video nó sâu chuỗi rất là logic về cái vấn đề là cái điểm rơi cũng như cái cấp độ phân sóng giữa các nhóm ngành với nhau. Vật liệu xây dựng thường là đi đầu, còn những nhóm ngành sau này là nhóm ngành tài chính, chứng khoán, bất động sản sẽ là những nhóm ngành đi sau. Thì nó đi sau nó sẽ cầu cái tiềm năng, mà đoạn này là đoạn chúng ta đang trên vượt được đỉnh nè. Thì tại sao chúng ta không nghĩ là thị trường của chúng ta, VN-Index của chúng ta sẽ đi như Dow Jones đang đi trước đây. Giai đoạn đầu vượt đỉnh thì nó sẽ đánh những nhịp rất là chán nản, nhưng càng về sau xu hướng tăng sóng càng mạnh, kể cả cổ phiếu trụ cũng vậy, cổ phiếu Hòa Phát cũng vậy, và Dow Jones nó cũng vậy. Còn VN-Index của chúng ta đoạn này thì trước mắt chúng ta để hướng tới cái mục tiêu 1330 đến 1350, đó là mục tiêu khả thi rồi. Theo đánh giá của em là ngày mai VN-Index của chúng ta chỉ cách 6-7 điểm nữa thôi là vượt cái kháng cự hai tích lũy 2 tuần qua. Còn VN30 rõ ràng đây là cái xu hướng trụ, nó đã vượt rồi và nó thực sự là nó vẫn đang duy trì xu hướng tăng rất là mạnh. Còn trong đó có trụ nghỉ thì có trụ khác nó lay nó thay. Ví dụ như ngày mai Novaland nó yếu đi chẳng hạn, chúng ta thấy Novaland đang giật co, hoặc là VIX, VIX đang có xu hướng là bốn nấy gần nhất, hầu như là đóng cửa ngang ngang nhau rồi. Thành VIX này có thể đuối một nhịp, nhưng chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu thay nhau. Masan thay Novaland, VHM thay VIX, VRE thay vào. Còn chưa kể là tiềm năng của chúng ta cầu những cái cổ phiếu Vinamilk vẫn đang đập đỏ. Nhưng mà xu hướng sóng này, Vinamilk trên khung tháng luôn lại đang nằm quanh cái đường EMA 20 tháng. Thì anh này đang động cơ là dìm chỉ số. Nhưng mà nếu như nó quay lại câu chuyện mà nó quay lại nó tăng giá thì VN-Index của chúng ta cầu cái tiềm năng đi xa rất là nhiều. Còn trước mắt chúng ta sẽ tiếp cận cái mục tiêu trước mắt là 1330 đến 1350. Và về thăm minh, các chị có những cái nhịp, mỗi nhịp tăng của chúng ta các chị đếm nếm như thế này, nó dao động từ 9 tới 11 phiên. Thì từ cái điểm chạm của đường EMA 20 á, các chị có thể thoải mái là chúng ta sẽ chốt lời, không những theo mục tiêu giá mà còn theo thăm minh của VN-Index. Nó tăng thì nó mới tăng, cứ để nó tăng. Còn nếu thăm minh mà nó lên vùng này, mà chỉ vài ba phiên mà nó lên được vùng này, thì chúng ta dựa thêm thăm minh, chúng ta kết hợp đối với từng cổ phiếu riêng lẻ để chúng ta có những cái mục tiêu mua bán và chốt lướt sóng nữa. Cổ phiếu ngành ngân hàng và chứng khoán thì chúng ta cũng review sơ, thì các anh chị cũng thấy là hầu hết các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán có chung một dạng đồ thị rồi. Thì chúng ta đang có hai nến, ngày mai theo đánh giá của mình, theo phân tích thì sẽ là một nến tăng tích cực của hai nhóm cổ phiếu này. Ok, giờ chúng ta sẽ review lại những cổ phiếu mà các anh chị yêu cầu ha. Anh view giúp OCB chiều bán, BC, anh Linh Hà ha, Đoàn Ngọc Minh,
HTB, Zmandev và VHM. Ok, VHM mình mới review xong ha. Là ngày mai sẽ tăng 5 la, vượt 5 la là vượt trên khung tuần rồi. Tức là trên sóng của VHM nó sẽ giống với đoạn MA-SAN break ngưỡng 95. Thì bạn lưu ý ha. Zmandev với HTB, HKK đã like rồi, bạn nhớ nhờ phân tích TLH và nắm giữ và mua thay. Ok anh, anh đô hô gì đây? Nhờ việc xem giúp TNA và VGX. Chịu giữ. À, bạn Hiếu Bùi thì hỏi về mã Tiền Phong Banh. Tiền Phong Banh thì chịu giữ hay là xem giúp chịu giữ hay mua hay là sao đây, bán gì đây? Xem sắp tới hấp dẫn nhà đầu tư không hả? Ok, dòng ngân hàng. Khải Hoàng hỏi Masan tặng ok, cảm ơn bạn Khải Hoàng ha. Masan đó là em, anh chị nào mua cổ phiếu Masan mà được giá thì khá là tốt cho một cái xu hướng tăng tiếp theo. Chúng ta quay trở lại mã đầu tiên này, BCG và EDC. BCG nhìn sơ qua chart là na ná giống như anh EDC, thì cây hôm qua giảm. À, chúng ta xem chỗ này này. BCG chỗ này cũng có cái nền vol, nó ở đang ngay hỗ trợ chỗ này, nếu ngày hôm nay không giảm là tạm thời là có một cái tín hiệu tích cực rồi, chờ thêm một nhịp nữa. Còn đi sâu hơn á, BCG thì quanh quanh khu vực này anh, BCG gần cái ví dụ sóng A. Sóng A có 3 xác suất 61.8, 100 hoặc là 161.8 ABC này. Thì quanh quanh đây có thể là anh kết thúc cái nhịp điều chỉnh của anh là ABC quanh khu vực này. Chúng ta xem thử cái đồ thị của anh này vẫn còn tương đối là lỏng á. Anh này ABC. Còn tính luôn từ đây là ABC lại. Thì anh này chạc của anh vẫn còn tương đối lỏng. Đi 3 nhịp 1 2 3 4 5, liệu có ABCDE hay không? Trên dạch này thì không có giống ABCDE lắm. Nhưng nhịp này xem như nhịp chỉnh xuống ABC này. Còn chúng ta đo luôn từ cái nền dưới này của ảnh lây. Thì đang chạm ngay ngưỡng 13.51 là phiên giao dịch ngày hôm nay là Fibonacci 61.8. Ví dụ như thị trường đoạn này mà theo view của mình á, có 5 sóng mà anh này cũng đi sóng được theo cái nhóm ngành tài chính ngân hàng, thì cái nhịp hai này là anh chỉnh về đây là nhịp có thể là tiềm năng là đạt mục tiêu điều chỉnh, đạt cái mức giá điều chỉnh rồi này, thì từ đây sẽ có tiềm năng phục hồi lên trở lại, có tiềm năng phục hồi lên trở lại là ABC. Có thể có những trường hợp này, bởi vì chúng ta có 3 dạng mẫu hình ABC flat phẳng để các anh chị quan sát, thì có những trường hợp á, cái sóng B nó cao hơn sóng A và cái sóng C này nó cao hơn cái sóng cái đáy sóng A, thì có thể quanh đây mà nó đạt cái thăm minh là cái mục tiêu giá của cái Fibonacci 61.8 rồi, thì từ đây nó sẽ đi lên. À, thì hiện tại mới một nến và chưa có tiền thì chúng ta chưa khẳng định được, nhưng mà ít nhất nến ngày hôm nay doji rồi, nếu ngày tiếp theo doji trở lên thì có thể tự tin là nắm giữ để chờ nó hồi phục lên lại. Còn nếu nó xấu mà từ đây nến doji đã yếu rồi mà nó bị bán tháo xuống thì nên thoát ra, sợ nó điều chỉnh về những cái mục tiêu sâu hơn dưới này. Bởi vì sóng ABC chúng ta có thể có ba cái hình dung, nhưng mà quanh đây thì chỉ một cái tín hiệu đơn lẻ là biến động giá nó đang co hẹp, thì chúng ta phải chờ cái tín hiệu dòng tiền nó phục hồi trở lại. Vậy nhất phải là 2 triệu cổ trở lên hoặc là 2 triệu rưỡi cổ. Anh này có cây tăng mạnh lại hoặc là ít nhất là hai cây doji liên tiếp để chúng ta có những cái tín hiệu chúng ta phân tích rõ ràng hơn. Anh này xu hướng thì tạm thời là đoạn này là đoạn quanh đây là quan sát đi. Còn điểm rơi thị trường ngày mai nhóm tài chính chứng khoán nó lan tỏa hơn một chút thì có thể quan sát trở lại. Đang quanh cái đường EMA 100 ngày của anh này, đang chờ hỗ trợ từ đây đi lên. Thì chúng ta cứ chờ thêm, tốt nhất là những cổ phiếu như thế này vào tín hiệu trong phiên, thì chúng ta update ngay trong phiên diễn biến nó như thế nào thì chúng ta đưa ra lại quyết định nó sẽ hợp lý hơn.
IDC, IDC về rồi rất là nhiều. Như nhóm em có một nhóm bên tài chính cũng có anh em có cái câu chuyện liên quan tới cái này, nhưng mà quá là nhiều room. Giai đoạn vừa rồi IDC này rất là nhiều anh chị trên nhiều room khác nhau có nắm giữ con này, em thì em không theo, thì room của em là có một group riêng có bàn về con này, nhưng mà lý do là quá nhiều group khác nhau á. Group của em là group bạn thôi, thì có cái thông tin là có cái game gì đó quanh đây, nhưng mà cái đoạn mà nó ở đây này thì em thấy công ty chứng khoán cũng khuyến nghị à, room group riêng của bạn bè em cũng có bàn tới con này, rồi các room cổ phiếu rất là lớn trên thị trường cũng bàn tới con IDC này. Thì với thanh khoản như thế này mà nó mới có thanh khoản giai đoạn vừa rồi thôi, gần thôi, nếu từ đây mà nó giữ cái MA20 nó đi lên luôn thì tích cực rồi, mà nó gãy MA20 và có thể là một phần là quá nhiều anh em trên thị trường đang lao vào và lái nó đạp cho một nhịp ở đây. Thì hiện tại ít quanh quanh khu vực này nó cũng khá là giống với BCG, thì đây là cây thứ hai đang đà chỉnh đà giảm lại, thì tạm thời là ổn định tâm lý lại trước, và ngày mai mới là ngày thị trường hưng phấn này, ngày mai và đặc biệt là ngày mốt khi nào VN-Index của chúng ta nó bứt thoát ra khỏi cái ngưỡng này một cách thuyết phục luôn, thì lúc đó các nhóm cổ phiếu trên thị trường mà nó về đây nó đạp liên tiếp như thế này, có thể từ đây nó đảo chiều đi lên, thì cổ phiếu này là quan sát và phiên tùy theo diễn biến của nó để đưa ra quyết định trở lại. Còn hiện tại là phiên ngày hôm nay thì nó giằng co, nó chỉnh đà giảm rồi, thì tạm thời cái view là view ngắn hạn tích cực, cần thêm một cây nấy nữa để đảo chiều, và ít nhất khi mà nó quay lại nó một cái nhịp tăng đủ tốt á, thì phải thỏa điều kiện về khối lượng. Còn IDC này nó sẽ xác nhận nếu như vol của nó là phải trên phải đâu đó là 4 triệu 5 triệu cổ á, 4 triệu đây rồi thì 5 triệu cổ trở lên thì nó mới xác nhận lại cái vol, thì chúng ta phải chờ quan sát trong phiên để chúng ta đưa ra quyết định hợp lý hơn đối với những cổ phiếu như IDC. Còn hiện tại nến là vẫn đang đà giảm giảm xuống như thế này thì phải vào trong phiên mới có cái chiến lược cụ thể được, nó mới hợp lý được. À, anh Vi giúp mã OCB chiều bán. Ok, chào bạn Linh Mai ha. OCB theo dòng ngân hàng. Con này mới lên sàn. Thì hiện tại bối cảnh của con OCB này có thể là đây là một sóng flat này. Đây là một dạng sóng flat. Thì cái điểm mua anh OCB trong hai phiên gần nhất là về cái điểm mua ở dưới này. Thì quanh khu vực này là nó vẫn đang tốt nhé. Và đặc biệt mình đánh giá dòng ngân hàng từ phiên mai trở đi tiếp tục là bùng nổ lên và chờ break luôn cái ngưỡng đỉnh gần nhất của nhóm ngân hàng là trong 2 tuần qua, là từ cái đỉnh nó đạp ngắn hạn về, thì giờ nhóm ngân hàng đang chờ bung lên lại, thì bạn đang giữ mức giá mà tích lũy ở trong khu vực này thì tiếp tục nắm giữ. Con này thì lịch sử giá nó chưa có nhiều, nhưng mà hiện tại bối cảnh dòng ngân hàng nhóm cổ phiếu ngân hàng top 2 cũng khá là tích cực. Trong phiên ngày hôm nay chúng ta có thêm cái gì nữa ta, để chúng ta xem thử có con nào và Finlix chứ. Chúng ta có một nhóm cổ phiếu ngân hàng AIB, VIB, Tiền Phong Banh. Tiền Phong Banh cũng được vào VN Finlix, VN Đa Minh nhé. Thì nhóm cổ phiếu ngân hàng mới lên sàn này thì anh OCB này anh có thể giống như MXB thôi. Hiện tại nhóm của nó vẫn đang tích lũy ngang như thế này. Thì nền tích lũy này là nền đủ vững. Những cổ phiếu như OCB nó có nền tích lũy đủ vững để bung lên một cái nhịp xa sau này. Thì trong khu vực này hai phiên vừa gần nhất nó mới xấu thôi, còn sau phiên hôm nay là chúng ta chờ nó đi theo nhóm ngân hàng nó lên lại, và xu hướng sóng vẫn đang rất là tích cực ủng hộ các nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu ngân hàng tốt nhỏ này. Bây giờ chờ nó vượt lên lại EMA20 và từ đây nó break thẳng lên 25.3 thì cái đoạn sau này nó sẽ càng tăng mạnh hơn nữa. Thì nó đang xoay qua tích lũy, chúng ta có thêm một cái gọi là mẫu hình flat ABC, thì quanh khu vực này là khu vực mua mới đối với anh chị nào quan tâm tới OCB như thế này, thì quanh khu vực này là khu vực mua và giữ thì tiếp tục nắm giữ và chờ nó thoát ra khỏi cái này này nó sẽ bùng nổ lên tiếp. Thì mục tiêu giá ha, mục tiêu giá có lẽ mình update trong một cái video riêng về nhóm cổ phiếu ngân hàng đi, đo sóng nhóm cổ phiếu ngân hàng riêng. Chiều giữ thì khá là tốt để bạn tiếp tục nắm giữ ha.
Ok, tới con tiền phong banh của bạn Hiếu Bùi. Tiền phong banh. Chị bạn Lâm Hoàng, ok chào bạn Lâm Hà, Hoàng ha, con C47, tiền phong banh trước ha. Chúng ta có mã tiền phong banh. Đồ thị tuần. Thì bạn nhìn quan sát tiền phong banh ngày hôm qua mình có nói này. Đồ thị tuần các cổ phiếu nếu như nhịp 2 tuần vừa rồi các cổ phiếu nó đạt về thì nó lại được hỗ trợ bởi đường EMA 20 tuần. Đây là đường hỗ trợ của xu hướng sóng trung hạn thời gian tới. Nếu như nó thoát được ra khỏi cái nền tích lũy của khu vực tuần này thì nó sẽ có một trend sóng kéo dài rất là nhiều tuần sau này. Tiền phong banh thì ngay cái điểm ngày hôm qua mình có nói là 277, 2765 gì đó thì nó đang được ngay hỗ trợ xuống sóng trung hạn. Từ đây nó bung lên thì là tốt. Kể cả các bạn nhìn trên chart tuần này, những đồ thị như thế này hoặc là thời gian qua có những mã như DSG hoặc là cái gì đó. Nhưng mà người bên trong thì muốn đi ra, bởi vì những cổ phiếu này nó đi giết chắc nhiều vòng như thế này rồi thì có đôi lúc có những cái cơ hội khác trên thị trường, các chị thấy nó tăng quá, cổ phiếu khác nó tăng quá mà cổ phiếu này nó cứ đập tới đập lui thì người bên trong nó muốn đi ra. Nhưng mà người bên ngoài, người mà quan sát một cái view tổng thể được cái xu hướng sóng thì những mẫu hình như thế này đang là những mẫu hình để đánh cho một cái trend trung hạn thời gian tới rất là tốt. Và quan sát kỹ thì chúng ta có một cái mẫu hình chặt tuần khá là ổn. Thì những cái cổ phiếu tiền phong banh thời gian vừa qua nó mất nhiều thời gian bởi vì nó là một cái mẫu hình lỏng lẻo A B C D E. Thì nhịp này là anh tiền phong banh ảnh đang kết thúc năm cái nhịp theo mẫu hình tam giác tiêu chuẩn. Chúng ta có mẫu hình đẹp Fibonacci 61.8 chúng ta không bàn tới, tam giác căng hoặc là tam giác đối xứng chúng ta không bàn tới, nhưng đây là một mẫu hình biến dạng 5 nhịp A B C D E. Thì nhịp này chính là nhịp cuối cùng và nhịp đi lên và vượt đỉnh luôn, chinh phục cái khu vực của nó là 30.000. Tiền phong banh thời gian tới từ cái hỗ trợ trên khung tuần này nó bung lên thì vượt 30.000 nó sẽ bùng nổ về cái đợt sau này. Và cái thời điểm hiện tại là khá tốt cho nhóm cổ phiếu ngân hàng từ phiên mai trở đi. Các cổ phiếu ngân hàng đóng nến ngày hôm nay khá là đẹp rồi, hầu như các cổ phiếu nó có nến như thế này là dạng nến chung rồi thì chúng ta sẽ theo cái sóng ngành của nó vẫn còn rất là tích cực. Hiếu Bùi, Đoàn Ngọc Minh, anh xem giúp STB, Zmandate và VHM. VHM mình bàn rồi, có gì bằng tua lại dùng. STB là một trong những cái cổ phiếu các bạn cũng thấy là mình có khuyến nghị này. Các bạn nhìn Masan và STB nó cũng giống, hoặc là các anh chị mà quan sát cái cách mà mình khuyến nghị để cái điểm rơi của cổ phiếu để vào mua, mở vị thế mua sau đó đẩy lại nhé, các anh chị sẽ thấy là mình sẽ luôn luôn đếm nhịp và đếm cái con số sóng. Thì anh ACB ảnh sẽ giống như Masan đoạn này, các bạn thấy là một nhịp đạp ha, nhịp tăng và nhịp đạp và nó tựa vào đường EMA 20 ngày. Thì từ đường EMA 20 ngày nó bung lên, bung mạnh lên. Thì STB nó khác với Masan ở chỗ là STB nó được hỗ trợ là nó đang nằm trên cái khu vực trên đỉnh và vượt được đỉnh đó. Thì đoạn sau này nó sẽ mạnh hơn. Còn Masan là cái đoạn là chúng ta phân tích là nó nằm ở dưới này, nó chờ break sau. Còn anh STB này khá là tích cực, là một trong những cổ phiếu mà mình khuyến nghị mua liên tục quanh khu vực này, đặc biệt là trong phiên ngày hôm nay cũng đưa nó vào watchlist ngay đầu phiên và đẩy mạnh anh chị là sức mua là mua ngay nhóm cổ phiếu ngân hàng tốt hàng. Và đặc biệt là những cổ phiếu mà nằm trên đường EMA 20 ấy, nó sẽ là những cổ phiếu đi đầu với cái độ bật tốt nhất, bởi vì nó là chỉnh, nó nhìn giống không, một nhịp đạp nè, phục hồi và đạp. Thì đây là cái sóng phẳng mà các anh em nào có quan sát, các anh chị nào có quan sát những cái buổi livestream trước đó thì có thấy là cái khuyến nghị theo cái sóng trên khung thời gian giờ là chúng ta đã có một cái sóng phẳng ABC rồi. Thì giờ quanh khu vực này là khu vực mua, chờ nó bung lên và nó vượt đâu đó là 23.3 hoặc là 23.7, vượt hẳn 23.7 thì yên tâm hơn một chút là bật bùng mạnh luôn, gọi là break được thoát ra khỏi cái này này. Thì nó cũng na ná như mẫu hình Novaland, thì mẫu hình phẳng như thế này chúng ta không nói rồi. Novaland thì nó khác khác STB một chút, nhưng STB là nó đi ba nhịp thì chúng ta có nhịp cái sóng phẳng, gọi là nhịp sóng phẳng của STB. Thế STB mua tốt, khá là tốt, kể cả phiên mai mua vẫn tốt. Bởi vì thị trường của chúng ta, các anh chị tiếp cận thêm một cái view là chúng ta đã trải qua 10 phiên đạp và 10 phiên tích lũy rồi.
thì khi nó đạp, nó chạm cái điểm tham minh và nó bật lên, thì cái tham minh để bùng nổ cái nhịp tới, chúng ta có một cái đoạn tăng đủ dài. Đôi lúc anh chị nào vừa rồi lướt sóng hụt thì sợ nó bung lên một hai phiên lại lôi hàng ra bán, thì cuối cùng chúng ta chỉ ăn được những cái đoạn nhỏ thôi, còn lỗ sau này chúng ta lại gồng lỗ những cái đoạn rất là lớn. Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng khá là tốt, STB vẫn đang khá là tốt. Còn những cái mục tiêu giá mình sẽ update một cái video phân riêng. Zmandate VSC, hình như anh VSC này hôm nay rút nánh quanh khu vực này, có một cái nhịp chữ đúc. Zmandate hình như mình review rồi đúng không? Zmandate vẫn đang tựa vào đường EMA 20 tuần, vẫn đang tựa được giữ tại đường EMA 20 tuần, thì vẫn xem là một cái xu hướng tích cực. Zmandate để cổ phiếu nào là chúng ta xem một chút về cái điểm rơi quý 1 như thế nào cho nó. À đáng lẽ mình cũng quay đầu phiên giao dịch, đầu video ngày hôm nay mình cũng quay view cái báo cáo tài chính, có những doanh nghiệp nó mới ra báo cáo tài chính vào tối nay. Đáng lẽ mình mở bản tin NDH để tường thuật lại các anh chị về cái kết quả hoạt động kinh doanh mà mình cũng quay mất. Quý 1 năm nay anh Zmandate này cũng không đạt điểm rơi, nhưng ngày hôm qua mình view rồi. Còn về kỹ thuật á, là anh đang được hỗ trợ trên khung thời gian tuần, vẫn đang được giữ trên cái đường tuần này. Còn nến đảo chiều thì có hai nến là chỉnh đà giảm ra tích cực rồi này, nhưng mà để khẳng định là một cái nữa là phải vượt luôn hẳn 34.5. 34.5 có cái kháng cự này, vượt hẳn 34.5 thì và chúng ta quan sát luôn khối lượng nó phải đạt đâu đó là 3 triệu đến 3 triệu rưỡi cổ trở lên, và nó break lên lại đường EMA 20 với có dòng tiền nó vào, thì sau này nó mới đánh bền. Nếu như những cổ phiếu mà các chị quan sát mà nến nó quay trở lại nó tăng nhưng mà chưa có dòng tiền nó vượt những điểm trọng yếu mà nó không có dòng tiền thì sợ sau này nó đi ngang nó tích lũy này A B C D E chẳng hạn, thì chúng ta sẽ rất là mất thời gian. Thì các chị quan sát các cổ phiếu như thế này, nến thì ok, nến hai phiên ngày hôm nay là tích cực rồi nhưng mà chưa có dòng tiền này, thì phải tranh quay quay lại một chút trước đây, là ví dụ như chúng ta quan sát cái cách mà đội lái nó hay đánh cổ phiếu khởi đầu volume thì nó phải đạt tiêu chuẩn bao nhiêu, đoạn nào tin cậy một chút, ví dụ 2 triệu mấy cổ, 2 triệu mấy cổ thì nó không phù hợp ở đây nữa rồi. Hiện tại bình quân 45 phiên là 2 triệu 7 cổ rồi, thì tích cực á, phải là ít nhất là 2 triệu 7 trở lên, nhưng mà mạnh mạnh á, để có cái độ tin cậy cao là từ đây nó lên sóng tiếp luôn thì phải là 3 triệu rưỡi cổ trở lên hoặc là 4 triệu cổ trở lên một chút, thì lúc đó có dòng tiền nó vào sóng ngành thì lúc nó mới đẩy lên. Còn anh này thì lại không có được ủng hộ của cái sóng, anh VSC thì nằm quá sâu quanh cái đường EMA 200 ngày thì cái điểm này thường là có cái nhịp hồi, còn cái sóng ngành của nhóm này nó quay trở lại, dòng tiền nó quay trở lại nó đánh nhóm ngành này trong cái giai đoạn hiện tại không, thì chúng ta phải quan sát thêm cái dòng tiền các phiên tới nè. Hiện tại dòng tiền nó vẫn còn đang khá là yếu, nó chưa có tín hiệu tích cực. BHM thì mình view rồi, bằng bằng quay lại giúp mình ha, bằng tua lại giúp mình. Giúp mình TLH, TLH hình như mình có phân tích khá là kỹ liên tục. Vẫn đang rất là tích cực. Và anh TLH này cái nhóm ngành thép. Cái nhóm ngành thép hiện tại vẫn đang sống rất là tốt. Thì chúng ta đánh theo nhóm ngành Hòa Phát hoặc là nhóm top 2 này, cái kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 này cũng tương đối tốt đúng không? Nhưng mà đang quá mua á. Mình chưa đo cái EPS hoặc là cái cơ bản của anh TLH như thế nào. Chỉ là biết là kết quả quý 1 nhóm ngành thép là tương đối tích cực rồi. Có bạn hỏi mình TLH cái đoạn này rồi nè. Mình cứ nghĩ là đoạn này bung từ EMA 20 lên thì quanh EMA 20 là đã đạt thăm minh và giá để mua rồi. Và tại thời điểm mà cách đây vài ba tuần, 3 tuần đấy, là mình thậm chí là mình có đưa TLH vào và mình phân tích luôn cái tiềm năng điểm rơi quý 1 này luôn, là về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh rồi. Còn đây thì chúng ta phải quan sát trong phiên thật là kỹ. Đoạn này nó đi vào quá quá mua rất là nhiều tín hiệu quá mua. Khung tháng cũng có tín hiệu quá mua. Nến tháng thì cũng còn khá là đẹp. Nến tuần có nến doji và nến ngày cũng bắt đầu xuất hiện nến doji và đi sâu vào vùng quá mua. Thì quanh quanh đây quan sát kỹ một chút.
có thể có những cái điểm đảo chiều tích lũy ngắn hạn thì quanh quanh đây cẩn trọng một chút này, hoặc là đối với nắm giữ thì bạn phải xem thêm ABS hoặc là xem kỹ một chút nữa để chúng ta có cái mục tiêu giá phù hợp đối với những cổ phiếu thép như thế này. Như quý 1 năm nay mới là bùng nổ rất là dữ dội của các cổ phiếu thép mà top 2 á, thì cái tiềm năng nó cũng còn, nhưng mà tín hiệu vol cũng khá là cao rồi, tín hiệu vol cao, có những cái nến doji trên này thì bắt đầu đuối đuối ở đoạn này rồi này, cố gắng rút nến về cuối phiên này. Đuối đuối thì chúng ta quan sát cái tín hiệu có tốt thì nắm giữ, còn mua mới TLH thì cũng không có phải điểm mua đẹp lắm. 11 mà bung lên 16 là 50% rồi. Từ cái hôm mà mình livestream nói về TLH và phân tích báo cáo tài chính của nó tới đây, từ đây tới đây đã là 50% rồi. Thì các anh chị cẩn trọng một chút. Đối với giữ thì chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận mà nó bán súng thì thoát, chốt lời hoặc là chốt từng phần rồi giữ lướt sóng chẳng hạn. Nhờ TNA và VGX, VGX cũng là đang thép, chúng ta view thép luôn đúng không? VGX khá là mạnh, khá là đẹp và nhịp tích lũy này là 2-4-5 phiên rồi, thì nhịp này bung lên thì cũng phải được vài phiên nữa. Nhưng mà nhịp ngắn này, nhịp ngắn 1-2-3-4 rồi này, 1-2-3-4 này, 5 này, đang cái đoạn 5 này, 5 cái nhịp nhỏ lên cái nhịp nhỏ đó, nó sẽ có một cái nhịp, ít nhất một cái nhịp tích lũy đủ dài, một cái nhịp 5 nhịp nhỏ này mà nó vào cái nhịp 5 nhỏ này, nó xong cái nhịp 5 nhỏ này, nó sẽ có một cái nhịp tích lũy đủ dài, ví dụ như nó ngang ngang với cái anh dưới này này. Thì đối với VGS nến ngày hôm nay, nến mà nến mua trong giai đoạn tích lũy mà quanh EMA 20 mua tốt này và chờ đẩy break lại sớm để ra sớm. Ví dụ nến ngày thì vẫn còn lên thêm một đoạn nữa, hiện tại mới vào lại rỡ chai vùng quá mua thêm một lần thứ hai, nhưng mà chờ vẫn còn cái đà lên nhé. Tốt mà nhóm ngành thép này nó lên thì nó vẫn kéo lên được vùng 7-8-80 trên khung tuần, khung tháng khá là nóng rồi, khung tuần và tháng là khá là nóng rồi. Còn cái nhịp ngắn này đang lên trên vùng trên quanh quanh trên này, chốt lời này. Em cũng chưa update lại cái báo cáo tài chính của nhóm ngành thép này, ngành thép thì đọc sơ qua là bùng nổ rất là tốt về cái kết quả hoạt động kinh doanh quý 1, thậm chí quý 2 sắp tới em xem là hầu như cũng còn cái điểm rơi và còn động lực tăng trưởng rất là tốt, bởi vì quý 2 năm ngoái là máy ảnh toàn là lỗ với lại chỉ lời nhẹ thôi. Thì cái tiềm năng, nhưng mà các anh chị lưu ý cái tiềm năng là nhịp ngắn hạn mà quan sát trong phiên mà nhóm ngành này nó đã tăng quá nóng, thì chúng ta có một cái chiến lược mà giữ sẵn thì chúng ta nâng nâng cái điểm thoát ra, nâng theo cái nến của nó lên, nó lên thì chúng ta bắt đầu chúng ta đặt ở dưới này 3-4% gì đó, chúng ta nâng dần lên, lỡ cổ phiếu lên nó quay đầu đi xuống thì chạm 3-4% thì chúng ta đóng lại, chúng ta chốt lời. Thì đó là cách để chúng ta giữ thành quả đối với những cổ phiếu uptrend mạnh như thế này. Chúng ta sắp tới Hiếu Bùi, Tiền Phong Banh hấp dẫn nhà đầu tư không? Của Tiền Phong Banh mình phân tích rồi đúng không? Hỏi Masan. Ok. Giúp em C47 TDC chiều mua nhé. Ủa sao có những cái anh Thiện Cao Thanh TDC, sao có những cái này nó bị ẩn và nó để hiển thị và ẩn là sao ta? TDC chiều mua. TDC, EGC, TDC hai nến liên tiếp, nến hôm nay vẫn đang là nến xấu. Nến hôm nay vẫn đang là nến xấu mặc dù nằm ngay hỗ trợ tại đường EMA 100 ngày. Và trước đó có cái hỗ trợ tại đây. Thì đối với nến xấu này thì cái chiến lược mua tại hỗ trợ thì anh nên để quan sát trong phiên. Nếu như một cây nến này nè, một cây nến doji, cây nến trước rút nến rồi. Thường cây nến rút nến như thế này mà hai cây nến tiếp theo nó lọc đây, nó thủng luôn đường EMA 100 ngày là nó còn đà đi xuống nữa. Còn nếu như nó giữ thì chúng ta phiên tiếp theo mà nó không giảm nữa, quanh đây nó rung lắc, nó giữ một nến doji thì anh sẽ có ba nến đóng cửa sát nhau. Thì lúc đó chúng ta mới có nhiều cơ sở và nhiều tín hiệu hơn để mua thăm dò.
Và những chạc như thế này là chạc mua thăm dò tại hỗ trợ thôi, chưa nên giải ngân cao, chờ nó ổn định và có nhiều cái tín hiệu hơn nó củng cố cho nhau thì lúc đó chúng ta mới tự tin chúng ta đẩy lại được. Còn đối với TDC hiện tại có hỗ trợ, nhưng mà cây nến cuối ngày hôm nay mà đã phủ, tiếp tục phủ xuống thì vẫn còn xấu. Đối với những dạng chạc như thế này phải vào phiên quan sát trong phiên diễn biến nó như thế nào, cái đà giảm nó đã chững lại hay chưa và cách nó mở đóng nến như thế nào thì lúc đó mới quyết định được. Còn ngày hôm nay nến này vẫn đang là theo một cái xu hướng súng mà nếu tiêu cực á. Vẫn còn đà xu hướng súng này, nếu đo từ đây lên thì vẫn Fibonacci 61.8 là 17.8, còn đo ngược từ trên xuống nè, đo ngược từ trên xuống thì ABC, bởi vì cái nhịp này nè, cái mẫu hình như thế này thì anh TDC ở đây mà anh không giữ được á, để anh phục hồi lên luôn quanh đường EMA 20 thì anh bị cắt xuống lại, thì cái mẫu hình này là mẫu hình xấu này, cái đoạn mà anh hồi lên tới đây mà anh lại đạp xuống tiếp thì nếu như cái sóng C bằng sóng A từ đỉnh đi xuống ABC xuống lại đây thì vẫn là quay lại ngưỡng 17.7, còn đà giảm tới 17.7, còn quanh đây ngưỡng EMA 100 ngày 19.45 nó có giữ được hay không thì tốt nhất đối với những cổ phiếu như thế này vào phiên quan sát nó như thế nào thì mới đưa ra quyết định được, và quan sát dòng tiền cũng như vận động của nó thì mới đưa ra quyết định được. Còn hiện tại xu hướng vẫn là xu hướng theo chiều hướng là hơi thiên về tiêu cực, theo chiều hướng là tiêu cực. C47 bằng Lâm Hoàng ha, C47 nhóm mic bất động sản nhịp vừa rồi đạp theo thị trường cũng khá là xấu, cây nến của nó vẫn là cây nến xấu này, cây nến của nó là nến rút nhưng mà chưa đủ mạnh, cuối ngày nó vẫn đập đỏ về thì vẫn phải chờ quan sát luôn. Đối với những cổ phiếu mà chưa có tín hiệu rõ ràng, chưa đủ cái cơ sở để chúng ta khẳng định là từ đây nó đảo chiều thì chúng ta phải chờ vào phiên chúng ta quan sát thôi, chưa có tín hiệu gì cả, quanh quanh cái chỗ này hỗ trợ, nhưng cái hỗ trợ này nó quá ngắn trên khung giờ mà có đoạn này chứ mấy, nói xa hơn thì có thể là quanh khu vực dưới này là 12.3 có hỗ trợ tốt hơn một chút, còn cái nền vô nó ở đây thì từ đây mà với cái chuỗi nến như thế này phải chờ trong phiên nó có giữ được, nó quay đầu nó tăng hay không thì lúc đó mới khẳng định là cái vùng này là vùng hỗ trợ thành công của nó. Còn nến như hôm nay là đóng nến dưới đường ngưỡng EMA 50 ngày, đóng nến vẫn theo thiên về chiều hướng tiêu cực, mặc dù lực vốn bán không có nhưng mà những cổ phiếu như thế này để xem xa một chút đi. Chờ nó kết thúc ở đây này, nó vừa mới có một cái nhịp tăng ngắn, hiện tại là nếu chỉnh về thêm một chút nữa thì nó phải về luôn cái đường EMA 100 ngày này mới có hỗ trợ đủ đủ cái cơ sở hơn. EMA 100 ngày thì nó có thêm cái hỗ trợ bên này nữa này, đây hỗ trợ bên này nữa thì thường dưới đó thì chúng ta quan sát thêm chúng ta mới khẳng định được. Còn quanh quanh nó thủng đường EMA 50 ngày rồi thì phải quan sát phiên tiếp theo trong phiên giao dịch như thế nào, dòng tiền nó ra vào như thế nào thì mới kết luận được. Còn hiện tại vẫn đang là xấu, hoặc là nếu như nhìn đây là một nhịp tích lũy đỉnh ABC này, flat này thì chúng ta có mục tiêu sâu nhất của sóng C là nó quanh cái sóng mục tiêu thường mà rơi điểm rơi của sóng C đây, thì cái điểm mua thì bạn nên chờ nó về 12.4, 12.5, 12.3 chứ, 12.4, 12.3, 12.4 quanh đây. À, quan sát lại nếu có tín hiệu là không có giảm ở đây mà dòng tiền vào lại thì mới là mua thăm dò quanh đây trước, chờ nó đẩy dòng tiền vào thì xác nhận bật tăng lên thì chúng ta mới đẩy lệnh mua trở lại. Còn C47 có cái gì tích cực liên quan tới câu chuyện không? EPS PE cũng khá là đẹp, 2020 so với 2019 gấp 3 lần, hơn 3 lần mấy. Quý 1, quý 2 năm ngoái khá là thấp. Quý 4 cũng thấp. Quý 4 rồi ta. Không có quý 4. Có quý 1 đây nè, quý 1 năm ngoái có tỷ mấy. Cũng có chút cơ sở.
cũng có chút điểm rơi nếu như những doanh nghiệp như thế này mà có cái chút điểm rơi quý 1, thì bạn quan sát về kỹ thuật là mục tiêu điều chỉnh với mẫu hình như thế này là nó về 12.4, thì quanh đó chúng ta quan sát lại. Còn quanh đây mà nó xuất hiện nấy doji, nó không giảm nữa, nó xuất hiện nấy doji, thì vào phiên chúng ta mới quan sát tiếp và chúng ta ra quyết định trong phiên. Còn cây nấy như vậy thì cây nấy vẫn là theo chiều đăng, theo chiều sụt giảm. DG còn điểm mua. Ok anh Hưng, anh Phạm Văn Hưng. DG phiên hôm nay là mới đóng sát ngưỡng. Thực sự nếu nói về thằng nấy là DG nó đã break ra khỏi khu vực tích lũy của nó rồi. Thì cây nấy đầu tiên và cây nấy mới break ra vẫn là những cây nấy mua tốt. Ví dụ cây nấy này, ví dụ như Novaland trước khi vượt là nó có cây nấy này. Cây tiếp theo nó mở gap. Ví dụ các anh chị hình dung ha, cái chiến lược đối với những cổ phiếu như DG này, thì thị trường theo view của em, view nhận định ngày mai sẽ mở gap ATO phiên sáng tích cực thì nó kéo lên luôn. Thì cái gap của ngày mai á, đối với những cổ phiếu mà break gap như có thể trong phiên này, Novaland sau khi nó vượt nó retest, nhưng mà cái nhịp retest nó chỉ diễn ra trong phiên thôi và ngay ngày hôm sau nó tăng lại luôn, cuối phiên nó rút nấy và ngay ngày hôm sau nó tăng lại luôn. Thì PNG cũng từng có cái nhịp như vậy này, break lên thì ngay cái điểm break sớm mà có gap nữa thì anh chị tranh thủ mua sớm. Đối với mua mới mà chưa có luôn thì mua giải ngân thăm dò một phần, nó retest lại thì chúng ta chờ nó retest xong nó bung lên thay, nó xác nhận retest thành công nó bung lên thay thì chúng ta mua cái nhịp. Có hai chiến lược, mua tại điểm, mua một phần tại break trước đi. Đối với những cổ phiếu mà anh chị muốn mua như DG thì trước mắt chúng ta sẽ mua tại cái break trước chỗ này, sau đó DG mà nó có, chúng ta đã sẵn hàng rồi, mua xong mà nó quay về nó retest thì các chị quan sát cái nhịp retest đó có những xuất hiện những cái nến doji vol thấp lúc retest. Anh chị có thể, đối với những anh chị chuyên một chút và quan sát đủ, có những cái kinh nghiệm để quan sát ngay trong phiên thì quan sát được những cái tín hiệu điều chỉnh tích cực, có thể chủ động mua sau cái nhịp đầu tiên chúng ta mua rồi, hàng chúng ta ví dụ như nó về T2 rồi chẳng hạn mà nó quay lại nó đang nhịp test thì chuẩn bị cổ phiếu cũ nó về rồi, thì ngay cả trong nhịp test mặc dù cái phần mới mua chưa lời hoặc là ví dụ đang sideways quay thì chúng ta có thể đẩy mua thêm trong cái nhịp tiếp theo là nhịp hỗ trợ luôn. Còn không các anh chị nào chậm thì sau khi nhịp retest chúng ta lại đẩy lại sau. Còn đối với anh chị chưa có cái tỷ trọng nào hết thì chúng ta nên mua thăm dò đối với những cổ phiếu mới break ra phiên đầu tiên như DG, thì cái điểm mua phiên thứ nhất và phiên thứ hai là những điểm mua rất là tốt. Tốt nhất là nên thủ trước một ít hàng đối với những cổ phiếu tích lũy này như thế này nó mới break ra và chờ cái game DXY lên sàn và những cái tín hiệu như nhóm cổ phiếu mix bất động sản cũng bắt đầu tích cực trở lại rồi. Rồi có CEO thì gãi khá là nặng, nhưng mà mix bất động sản mà cùng nhóm mà cùng cái đẳng cấp á, thì có Nam Long, KDH hoặc là cùng cái đẳng cấp như này thì nó cũng đang có dòng tiền và nó đang khá là tích cực. DG trong phiên giao dịch ngày hôm nay tiền như thế này là cũng khá là tốt rồi. Trước đây đội nó đánh lên thì cái giai đoạn đầu sóng thì đâu đó là vốn trước đây là 11 triệu cổ thôi, hiện tại là phiên hôm nay 16 triệu cổ là đã có tín hiệu dòng tiền rồi. Thì kể cả cuối phiên các anh chị xem để cuối phiên tiền nó vào cái đoạn nào là nhiều nhất, cây nấy này là nó vào nhiều nhất này, cây nấy 15 phút nó vào cây nấy này này. Dòng tiền các anh chị quan sát ở đây thì cây 5 phút chúng ta thấy là có 2 triệu 5 cổ nó vào từ vùng giá thấp nhất là 25 lên tới 25.5, thì quanh quanh đó chúng ta lấy bình quân là 25 đến 25.5 là 25.2 đi, thì 2,5 triệu cổ nó vào đây nó đẩy ngay đây này. Thì các anh chị so với 25.65 thì lái mà nó đã đánh lên thì các anh chị vào cái giá vẫn còn rất là lợi thế để chúng ta vào theo, vào thêm một phần chúng ta vào theo dòng tiền, chúng ta soi thật là kỹ thấy nó cây nến này với là 2,5 triệu cổ nó đẩy ở đây, tức là cây ngay gần cái sát cái vùng giá cao của nó vào cuối ngày rồi, thì các anh chị có thể là tiếp tục mở mua thêm
Một cái trend sóng mà nó thoát này nó còn đánh một cái trend khá là dài, đủ để hấp dẫn các chị mua và tiếp tục giải ngân nếu có lợi thế. Chiều mua CKG, CKG thì chưa được như KDH, CKG đây. Nhưng mà nền của CKG vẫn khá là tốt. Ví dụ nhân KDH này, đánh retest về này, đánh CKG na ná như vậy. Nó retest về trên này. Thì anh CKG thì cái nến của anh là giống cái nến hôm qua của KDH. Cũng hai nến rồi. Nhưng mà dòng tiền vẫn giữ cũng khá là tích cực. Cái nến này nó lực bán nó cạn cung rồi này. Dòng tiền hai cái nến quay trở lại thì dòng tiền vẫn còn khá là tốt, và quanh khu vực dưới dưới cái nhịp đạp này vẫn là đang là vùng mua ráp và tốt. 16 15.6 là MA20 chia cho cái giá 16 thì hiện tại chỉ đâu đó là 2.3% thôi so với MA20, thì bạn mua quá tốt cho một cái trend sóng tăng trong thời gian tới. Vẫn đang là cái điểm mua rất là tích lũy này của CKG vẫn đang rất là tốt, chờ nó bung lên lại. Chiều mua Masan MSR, Masan thì tăng khá là tốt, còn anh con này vẫn là đang dứt dắt ở dưới này. Hai nến nến doji tiếp theo, vẫn nến doji trong cái khu vực tích lũy tăng giá chưa chịu thoát ra, thì trong khu vực này vẫn là khu vực mua thăm dò, chờ đẩy lại đẩy sai thì lại quanh quanh đây bán lại, bán giảm tỷ trọng và chờ nó tích lũy, với chờ nó bứt thọ hẳn ra khỏi cái này luôn thì nó mới tích cực. Giờ ảnh cứ lằng mằng ở đây miết, nhưng mà về cái trend sóng và cái mẫu hình thì Masan vẫn quanh đây vẫn là một cái điểm mua tích lũy khá là đẹp. Còn trend không tuần thì ngay ma 20 tuần rồi, quanh cái giá mua 21.5 này, ngay cái ma 20 tuần là điểm mua đẹp, điểm mua tốt, mua tích lũy á. Chờ break lên đẩy sai mà nó break ảo. Thường sau cái break vô này ảo nhịp đạp liên tiếp 3 phiên mà break lên trở lại thì nhịp tiếp là nhịp khả thi. Ít nhất nó đạp hai nhịp liên tiếp này vào là nó đạp ngược về. Nhưng mà hiện tại Masan cũng còn khá là tích cực. Thì anh quanh đây anh Masan MSR vẫn là chiều mua khá là tốt. Trong khu vực tích lũy thì vẫn là một cổ phiếu có nền đẹp. PVC PVC cũng đang là cổ phiếu tích lũy, đang tích lũy bám theo cái đường EMA 50 ngày này. Và quanh đây là có nến trước là nến rút rồi, nến sau là nến doji cũng khá là tích cực hai cây, và test ở đây là cũng 3 lần rồi, lần một, lần hai, lần ba rồi. Thì quanh quanh đây mà nhóm dầu khí mà bật lên trở lại, chúng ta nhìn những cổ phiếu như PVC thì chúng ta phải theo những cổ phiếu đầu ngành, sóng thì sóng ngành. Hai cây đường EMA 20 và đường giá 50 nó cũng nằm ở đây rồi, thì nhóm cổ phiếu này có xu hướng là đang tích lũy dần này, tích cực dần này. Thì quanh đây anh chị nào quan tâm tới nhóm dầu khí thì mua thăm dò, chờ khi nào nó break vol lên lại thì chúng ta mới khẳng định là nó đảo chiều nó tăng giá. Nhưng mà quanh những cây nến như thế này là cây nến mua chủ động trước, mua một phần tỷ trọng danh mục hoặc là PVC đi, PVS, PVD cũng na ná nhau rồi, quanh đây hỗ trợ. Thì quanh đây mà hai nến không chịu giảm nữa, vol cũng giảm rồi thì phù hợp để mua thăm dò một phần thôi, còn không là để vào phiên thấy nó tích cực lên trở lại và chúng ta quan sát cái điểm đảo chiều nến. Tích lũy ở đây ABC DE đi, tạm thời cứ cho đây là một mẫu hình 5 5 nhịp ABCDE, thì nhịp cuối này là nhịp đảo chiều này. Nhưng mà hiện tại chưa có nến khẳng định, tức là nến khẳng định là những nến phủ định cái nhịp điều chỉnh trước đó chuyển sang xu hướng tăng đi kèm với tín hiệu xác nhận về khối lượng thì chúng ta mới xác nhận là từ đây nó tăng. Còn những cái nhịp điều chỉnh về hỗ trợ như thế này tạm thời chúng ta quan sát tại hỗ trợ và vào phiên giao dịch thấy không có tín hiệu giảm nữa vào quanh hỗ trợ này thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mở mua thăm dò.
và chờ nó xác nhận nó đảo chiều trên, nó vượt lên trở lại. Và 11.15 đối với PVC và vol sẽ là đâu đó là 1,6 triệu cổ đi, 1 triệu 2 cổ phải là ít nhất, và 1 triệu 3 cổ đến 1 triệu rưỡi cổ trở lên thì lúc đó nó mới đảo chiều, nó vượt, thì điểm sau đó mới là điểm đẩy lệnh. Chứ chúng ta đẩy lệnh những cổ phiếu mà nó không vol, nó chưa có tín hiệu tích cực, chưa có cây nến khẳng định thì chúng ta chỉ phù hợp để chúng ta mua thăm dò một phần tỷ trọng thôi, chứ không khẳng định ở đây, chưa khẳng định được ngay là từ đây nó đi lên lại liền. Nhưng mà cây nến ngày hôm nay vol nó vẫn còn khá là yếu nè. Mà nhóm cổ phiếu dòng dầu khí em thấy là bắt đầu có những cái tín hiệu tích lũy rồi, tích lũy trên quanh quanh cái đường EMA 20 ngày rồi thì chúng ta bán theo đó. Ok anh Phạm Văn Hưng, mai múc mạnh ATODXG. Mua mới MBB được không anh? À, bạn Nam Thảo Nguyễn. Đối với mục tiêu của nhóm chứng khoán và ngân hàng, nên để cho nó ra báo cáo tài chính quý 1 luôn. Trong tuần này là chúng ta đã có báo cáo tài chính quý 1 rồi, dựa trên đó chúng ta mới phác họa cái sóng sau và cái mục tiêu giá. Em sẽ cung cấp trong một cái video riêng về nhóm tài chính ngân hàng. Hiện tại con nằm nó có bước sóng trên sóng hoặc là bước sóng rõ ràng thì đo mục tiêu nó dễ hơn. Còn những con mà nó cứ đều đều đi đều 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 theo kênh giá thì nó cứ tăng bền vững theo cái kênh giá về sau này. Còn chưa phải chờ chờ đo lường mục tiêu thì em sẽ cung cấp cái mục tiêu giá của các cổ phiếu trên một cái bản tin riêng tách biệt với bản tin này. Còn về nến nến thì hầu hết nhóm cổ phiếu ngân hàng là có một cái dạng nến chung ngay tại đường hỗ trợ là đường EMA 20 ngày. Đây là một nhịp điều chỉnh và đã đạt tham minh rồi, đạt tham minh về nhịp điều chỉnh ngắn. Và đối với những cổ phiếu trend mạnh mà nó đang giữ được trên đường EMA 20 ngày là những cổ phiếu có trend rất là mạnh và điểm mua của nó vẫn đang là điểm mua rất là tốt. Những cổ phiếu này bật nó sẽ nhanh hơn những cổ phiếu như ví dụ HDBank thì cũng đã lên được rồi, nhưng mà dưới này thì gặp kháng cự đỉnh này. Khi những cổ phiếu này nó lên lại, nó lại gặp vừa kháng cự này. HDBank vẫn là cổ phiếu giống MBB, anh cũng khuyến nghị mua là mua luôn hai con này cùng một lúc. Nhưng mà khi HDBank nó lên, nó sẽ trễ hơn. Có thể nó phải chờ nhịp tích lũy ở đây, nó chờ trước khi nó break nó sẽ gặp cái cản hơi bị mạnh trên này, rồi sau đó nó mới break thì nó sẽ trễ nhịp hơn với so với những cổ phiếu mà trên mạnh như thế này. Ví dụ trước đây anh VPBank ảnh đi như thế này này, các anh chị thấy nó đang nằm trên cái đường EMA 20 thì cái sóng sau nó rất là mạnh, cái nhịp càng về sau nó càng mạnh bởi vì nó không cản cái gì nữa, nó đi lên một cách thuận lợi và nó đạt tham minh điều chỉnh về EMA 20 thì nó tiếp tục nó đi lên sóng thôi. Thì cái đoạn này nó vẫn mạnh thì anh MBB nó đang nằm dưới này. Anh MBB chúng ta có thể xem là như anh VPBank là đang trễ hơn VPBank một nhịp á. Còn nến như thế này là mua quá đẹp rồi, mà mua đáng lẽ trong phiên ngày hôm nay là quan sát nến cũng như quan sát thị trường là mua đẹp rồi, mua ngay trong phiên. Còn ngày mai mở gáp thì vẫn đang nằm trong khu vực tích lũy, vẫn mua tốt đối với MBB quanh khu vực này và chờ tiếp tục đi lên. Còn sóng banh, ví dụ các chị chốt ngắn hạn muốn hỏi cái viên ngắn hạn để lướt sóng thì chúng ta sẽ định hướng nó theo cái VN-Index lên 1.300, 1.350 và đạt thăm minh. Ví dụ từ đây nó bung lên chúng ta sẽ có một hai thùng bung mạnh gì đó thì lúc đó chúng ta sẽ review lại ở đoạn đó nó có chịu áp lực điều chỉnh hay chốt lời hay không, thì chúng ta chốt theo thị trường chung nên định hướng đánh đi. Các chị thấy trước đây những cái sóng mạnh của thị trường mà sóng banh hoặc là sóng chứng khoán hoặc là nhóm ngành tài chính trụ, nó gãy là nó gãy chung, nó phân phối đỉnh thì nó phân phối đỉnh chung, thì hoặc là nếu như chúng ta dùng PE thì nó lại không hợp lý, mỗi con có con thì 7-80, có con 20-30, PE nó cũng không định giá được đối với nhóm ngành tài chính ngân hàng mà nó phù hợp ở cái này này. À, nó phù hợp là chúng ta đánh theo thị trường chung chứ không có chiều giữ HDBank, chiều mua HDBank vẫn tốt và chiều giữ cũng tốt luôn, nó theo nhóm ngân hàng. Đây là điểm mua và sau hôm nay là hầu hết các cổ phiếu ngân hàng nó nên rút. Hôm qua các anh chị và các bạn có xem cái video mình phát họa cái cách mà thị trường vận động á,
Điều dữ đang giữ trai và sao cây nến thứ sáu mà cây nến trúc nến như thế này thì ngày mai là bắt đầu tăng lại rồi, bắt đầu nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ vượt vượt cây này và tăng mạnh trở lại từ ngày mai trở đi. Nếu ngày mai mà những cổ phiếu mà nó dưới đây nó gặp cản thì có thể nó tăng lớn cản nó sẽ bị dìm lại một nhịp một một phiên chẳng hạn, rồi phiên tiếp theo nó lại mạnh, nó phiên mạnh nhất chúng ta chờ đợi là cổ phiếu nó break trên cái kháng cự trong 2 tuần gần nhất. Trong 2 tuần gần nhất hầu như cổ phiếu ngân hàng chứng khoán đã đạp ngược về thì cái đoạn chúng ta ăn sẽ là cái đoạn sau này, cái đoạn chúng ta khai thác lợi nhuận tốt là cái đoạn sau này. Còn cái đoạn này đi lên thì phiên hôm nay thậm chí là những anh chị nào mở mới mua thì mua khá là tốt trong phiên hôm nay và phiên mai, và view của em là chúng ta chờ chỉ còn có 6 điểm nữa VN Index đã break được 1267 rồi thì sẽ tiến thẳng lên 1330 đến 1350 luôn một cái nhịp ngắn. Còn cái view sóng của em view dài view ngắn như thế nào sau này sẽ có một video phân tích riêng về thị trường, phân tích cấu trúc sóng và vận động và với mỗi cái chiến lược khác nhau. Ví dụ với chiến lược là chúng ta chỉ đặt mục tiêu thận trọng là 1330, 1350 thì chúng ta đánh và chúng ta stop loss hoặc là margin chúng ta dùng như thế nào. Còn sau khi lên được tới 1330, 1350 chúng ta sẽ quan sát lại để chúng ta điều chỉnh lại và cái chiến lược của chúng ta nó sẽ thay đổi như thế nào, nếu để tránh trường hợp là thị trường sau này lỡ nó vượt luôn mục tiêu này nó đi lên 1.500 hoặc là 1.800 có thật thì sao. Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng tài chính các anh chị soi lại nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng nó đang nằm ở đoạn này này, hoặc là ngân hàng và VN-Index của chúng ta đang nằm ở đoạn này của Dow Jones này, và các anh chị thấy là càng về sau Dow Jones tăng càng mạnh, VN-Index của chúng ta cũng vậy. Em đánh giá chúng ta mất tới 12 năm 13 năm vượt được đỉnh 1.200 và trong 4 năm gần nhất đối với cái đỉnh 1.200 này chúng ta mất tới mấy lần một lần ở đây một lần đây một lần đây và cái nhịp ở đây là tích lũy ở đây rồi. Thì từ đây đi lên không thể là một cái nhịp sóng ngắn đâu, nhưng mà để tránh trường hợp sau này chúng ta quá lạc quan thì trước mắt là chúng ta sẽ định hướng theo cái kịch bản thận trọng nhất là chỉ lên tới 1330 1350 thôi, thì tới lúc đó sẽ có một cái chiến lược update lại đối với nhóm ngành tài chính và nhóm ngành ngân hàng và view lại cái cấp độ sóng của thị trường riêng. Bởi vì em đánh giá ví dụ như những anh chị mà thận trọng nhất là chúng ta đánh 1 2 3 4 và đang chúng ta đang nhịp cuối là nhịp 5. Còn view sóng khác nữa là sóng 5 nó có thể là sóng mở rộng. Và bởi vì cái anh này này, ảnh không đồng pha với anh này này thì ảnh chẳng qua là một cái cấp độ sóng nhỏ thuộc cái cấp độ sóng lớn, mà cái sóng lớn kia nó lại phù hợp với sóng 1 và sóng 2 này. Cái sóng lớn kia nó bao hàm những cái anh sóng nhỏ bên trong. Thì lúc đó cái kịch bản đó là kịch bản lạc quan và sau này VN-Index sẽ còn đi xa khỏi cái ngưỡng 1330 và 1350 nữa. Nhưng mà trước mắt chúng ta tạm thời chúng ta đặt mục tiêu là tránh quá lạc quan quá mức, lên tới đó chúng ta sẽ chốt nhóm ngành chốt lướt sóng chẳng hạn. Đối với những anh chị nào thận trọng thì chúng ta chốt lướt sóng hoặc là quản trị. Cái chiến lược đó mình sẽ update lại sau. Hiện tại thì còn quá sớm để bàn tới những cái chiến lược. Như vậy HD Bank là giữ quá tốt, thậm chí là mua mới luôn. Quanh cái nhịp tích lũy này còn sức mua mua mới đối với ngân hàng top 2 vẫn khá là tích cực. Chúng ta quay lại một chút đây, có những cái thông tin liên quan tới những doanh nghiệp trên sàn đúng không? Kết quả hoạt động kinh doanh tăng lại kỷ lục. À, quý 1 là mấy anh này đã đạt luôn tận 72. Quý 1 216 tỷ, cái này tăng quá khiếp rồi. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện. HMC thì theo ngành thép rồi. Anh ấy PNC này vẫn còn khá là mạnh. Mới ra báo cáo tài chính thì phải đọc view là EPS lũy kế nó như thế nào, mình cũng chưa view kịp. Anh chị qua cổ phiếu khác đây. Vizico SHI 500 tỷ gấp 35 lần cùng kỳ. SHI hình như quý năm ngoái cao nhất của nó là cũng quý 2 thì phải. Nhóm ngành chứng khoán tài chính này cũng khá là tích cực. Mà giờ trụ VN30 nó tăng lên thì tự doanh sau này vẫn còn lời khẩm nữa. Quý 2 chúng ta đang ở quý 2 mà VN-Index càng lên cao và thanh khoản cứ duy trì đều đều như thế này, thậm chí chúng ta đang từ tháng 4 đầu tháng 4 tới nay nè
VND của chúng ta thậm chí là VUN đang cao hơn cả tháng quý đầu năm này. Giờ nó lên lên nó duy trì đều, mà VND còn lên đều thì nhóm ngành tài chính, nhóm ngành chứng khoán vẫn còn khá là tích cực. Năm ngoái là quý 2 SCI là 500 tỷ và quý này đã 500 tỷ rồi. Quý này quý 1 năm nay đã 500 tỷ, ngang ngửa với quý 2 năm ngoái là kỷ lục rồi. Cũng không khá là tiềm năng. Ngày mai nhóm cổ phiếu chứng khoán với thông tin của HCM, SCI và VND thì tiếp tục là sẽ là hai cổ phiếu chứng khoán nó sẽ tăng. Cổ phiếu chứng khoán thì em nhấn mạnh nó đi khá là giống với dòng ngân hàng 2 tuần vừa rồi rồi. SCI hai nấy Doji rút chân, là dòng tiền quanh khu vực này có này, giờ nó rút chân. Cây này không cần vun nhưng mà giá của cây này nó đã nằm nằm trên cây này thì kết nghĩa cây này là cây gôm này, cây vun đột biến ở đây này, cây gôm. Nếu giá tiếp tục leo lên trên và nằm trên cây này chứng tỏ cây này là đạp gôm này, này. Thì dần dần chúng ta quăng phân tích lại như vậy thì cái điểm mua của các cổ phiếu chứng khoán là ngay đường EMA 20 ngày là đạt tham minh và cái giá mua rất là tốt, chờ nó break đỉnh và nó thay một cái đợt sóng tăng mới nữa. Nhóm cổ phiếu hóa chất Đức Giang DGC, DGC hình như năm ngoái tăng sóng khá là mạnh rồi thì phải. DGC trên sóng cũng khá là đẹp nè. Có một mô hình tam giác nhỏ ở đây, tam giác trên chặt tuần thì tích cực thì còn có thể tăng được vài tuần, tăng được vài tuần. Anh này quá mua liên tục. Để định giá thì cơ bản là phải dựa vào cái định giá EPS cơ bản để dự phóng cái mức giá hợp lý. DGC cũng khá tích cực. Chứng khoán HSC xin chuyển niêm yết cổ phiếu sang HNX. Ok, chuyển qua luôn HNX. Cái view thị trường chung view như thế này nè. Các anh chị thời gian tới VND của chúng ta thẳng thời chúng ta đặt mục tiêu thận trọng như thế này đi. Nhưng mà ví dụ như 2 tháng tới đi, HOSE sẽ giải quyết được bài toán nghẽn lại. Thì trong vòng 2 tháng tới, nếu em nghĩ nếu như các anh chị thử suy luận, nếu như là một đội lái hoặc là một tạo lập thì giai đoạn hiện tại họ đang có lợi thế vì thị trường vẫn còn nghẽn thì họ sẽ tranh thủ họ đánh cho tới lúc mở rung ra họ mới xả thì nó mới hợp lý hơn. Thì view của chúng ta là chúng ta cứ tự tin, chúng ta nắm giữ những nhóm cổ phiếu ngân hàng chứng khoán đang mới ra kỳ báo cáo tài chính tốt và mua, thì từ đường EMA 20 nó bung lên thì tối thiểu các anh chị sẽ có một cái nhịp tăng đủ dài từ 9 đến 10 phiên để các anh chị chốt lời. Thì quanh đây 1-2 phiên đầu tiên sẽ là 1-2 phiên chúng ta vẫn mở mua tốt từ điểm hỗ trợ nó bung lên, nên chưa có gì phải quá bi quan hoặc là lo sợ thị trường cả. PLC lợi nhuận trước thuế quý 1 là cái này là đầu cổ đông dự kiến là hóa dầu á, là nhựa đường á, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái là 2 mấy tỷ, năm nay là tầm đó đó là 49% thì 30 mấy tỷ, 36 tỷ, năm ngoái 24 tỷ thì năm nay tầm 36 tỷ. PLC vừa rồi mình có khuyến nghị cổ phiếu này thanh khoản nó thấp, tương đối thấp. Có ai nấy ngày hôm nay thì ngay đường EMA 200 ngày, nhịp trước cũng đường EMA 200 ngày, nhịp này đường EMA 200 ngày. Thì quanh đây phải chờ một cây xác nhận trở lại, tăng lại và vô nó tích cực một chút, phải 500 nghìn. Thì anh này mới có khả năng. Nam Long phát hành tăng vốn, Kido, KDC, KDC như tăng cũng khá tốt rồi. DRC chiều hôm nay cũng ra tin báo cáo tài chính là tăng 70% về lợi nhuận này. Lợi nhuận sau thuế đạt 6 mấy tỷ và DRC sau phiên ngày hôm nay cũng đã có 2 cái nến doji rồi. Và 2 cái này nó có cái gap nhỏ nhỏ quanh đây đối xứng hai bay nè. Ngày tiếp theo có thể là 2 cái nến doji vol thấp như thế này thì chờ nó bung lên trở lại thì anh này vẫn đang duy trì được cái trend trung hạn kéo dài như thế này. Trend mà chúng ta nói thì anh vẫn còn một cái trend khá là tốt. Và sau kết quả hoạt động kinh doanh mới ra báo cáo tài chính thì có thể là từ đây DRC nó phục hồi trở lại. Bởi vì có những anh chị mới hỏi liên tục câu này trong các phiên gần đây. Thì sao hôm nay chúng ta có 2 nến doji này thì phải quan sát chờ một cái nến khẳng định.
là một cây nến xanh, nó vượt lên mà có vô dòng tiền nó vào thì nó sẽ còn đẩy, và cái trend sóng nó vẫn đang được duy trì, cái trend sóng tăng trung và dài nó vẫn đang được duy trì. Đây này thì nó nhịp này nó rung lắc ở đây này, nó chờ phá đỉnh. Còn cái kết quả thì chúng ta phải dựa vào kết quả lũy kế để chúng ta đánh giá lại nữa. Cái này em cũng chưa đánh giá. Nó gần như là không có cái gì mới, nhưng mà phải chờ thêm các công ty chứng khoán và các ngân hàng nó báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong trong tuần này, là sẽ là tuần dồn dập báo cáo tài chính, và cái lực đẩy của thị trường khá là tiềm năng để thị trường tiếp tục đi lên và hướng luôn tới ngưỡng 1230 1330 đến 1350 hoàn toàn khả thi. Phiên ngày hôm nay mới là phiên đầu tiên bật từ MA20 lên thì các anh chị tranh thủ vẫn rất là tốt. DG hình như DG ok. Bạn Hùng Trần ha. Xem giúp HDC DG. HDC. Nấy doji, hai nấy doji liên tiếp, và nấy doji tiếp theo này cũng có một cái tín hiệu là vol nè. Thì quanh khu vực này có khả năng là đã chỉ đi lên lại. Hai nấy doji nhưng mà chờ thêm một cái nấy xác nhận. Chứ không phải khi mình nói đảo chiều là có tiềm năng để đảo chiều đi lên. Tránh trường hợp trong phiên nó diễn biến khác, các anh chị lại ok vào mua với quan điểm là bắt đáy hoặc là nó thủng hỗ trợ diễn biến trong phiên nó khác. Nhưng mà ở đây có hai nấy này thì có tiềm năng đảo chiều vào về hỗ trợ này, thì hôm nay nó rút chân lên với một vô nó tích cực hơn một chút thì có thể là quan tâm tới nó, thì quanh cái hỗ trợ này là điểm mua thăm dò đẹp. Và chờ nó rút nấy lên thì đối với HDC mà vượt 43.5 mới là điểm đẩy lại, với điều kiện thanh khoản là phải trên 1,5 triệu cổ, hoặc là ít nhất phải là 1 triệu cổ một phiên, tới 1,5 triệu cổ thì mới có dòng tiền nó đẩy từ đây nó lại, và mua thăm dò ở đây chờ vượt 43.5 thì mới đẩy lại. DG và HDC hình như là cùng một đội, nó thấy giống chặt hơn HDC DG và đặt phương năm ngoái chưa đánh sóng thôi. HDC và DG cũng cùng, DG cũng khá đầy phiên này về hỗ trợ, phiên trước là nến doji rồi, phiên sau này nến tăng thì quanh đây dòng tiền nó vào phiên trước rồi này, phiên thứ sáu này tại đây đánh lên thì chủ động mua thăm dò vùng này trước, với nến ngày hôm nay thêm một chút nữa nến xanh tích cực rồi, từ hỗ trợ thì quanh khu vực hỗ trợ là mua thăm dò trước và vượt hẳn luôn, an toàn thì vượt cái trend ở bên trên là 30.3. Chúng ta chia ra thử cái chênh lệch nó bao nhiêu và tốt nhất là quan sát thêm cái khối lượng cái cây break của nó này. Nếu đây là có thể xem như một mẫu hình tích lũy tam giác này, mẫu hình tích lũy tam giác thì từ đây nó break, nó giữ được ở đây thì nó break lên lại thì chúng ta đẩy tỷ trọng sau, còn quanh khu vực này là mua thăm dò trước thôi. CE HD Bank, VTP và CE ha. CE cái ba mã rồi. CE phiên này là cây doji thì có thể là chuẩn đà giảm quanh đây. Thì quan sát quanh đây là đường EMA 100. Và CE nó đạp trong tuần này, lưu ý một cái thông tin. Đó là nó chia cổ tức. Thì đối với những cổ phiếu có cổ tức như thế này thì khả năng sẽ đảo chiều từ cái phiên chốt quyền trở đi. Trước cái phiên chốt quyền CE là ngày bao nhiêu chốt quyền tuần này em có đọc thông tin rồi thì phải. CE đi. Thông tin của cổ tức CE ngày nào á, chỉ canh tuần này, nấy ngày hôm nay là tạm thời là chuẩn đà giảm rồi. Và nấy doji, và đặc biệt là thị trường từ ngày mai mà tốt lên thì CE nó có thể đảo chiều nó đi lên. Canh thêm một cái nhịp thăm minh nữa là vào ngày nó chia cổ tức, nó chốt quyền chia cổ tức. Trên trang nào ta?
Đây này. Hình như trong cái này. Chia của tất tiền mặt thì CEI nó chia được 1.400 của CEI ra ta. 23 tháng 4 tuần tiếp theo hả? Hôm qua em nhìn có một cổ CEI nó chia cổ tức trong tuần này hay tuần nào? Sao bên này không có hả? Thì nến này chắc là phải quan sát này. Nến doji rồi, ngay hỗ trợ thì nó na ná như cái anh chúng ta vừa mới xem là HDC na ná quanh đây, ngay trên line hỗ trợ mà xuất hiện nến doji thì chờ từ cái nến doji này nó đã chiều nó đi lên thủng luôn thì nến bán cắt, còn không mà từ đây mà xuất hiện tiếp tục nến doji hoặc là xanh lên thì từ cái trên line hỗ trợ này nó đã chiều nó đi lên. Ông này đánh cũng khá là sốc. Nhịp đạp sau này của CEI nó đã về ngay cái hỗ trợ cứng của nó là đường EMA 20 tuần. Thì ngay giá 23 thì hỗ trợ ở đây của CEI khá là cứng. Thì chỉ quanh khu vực này giữ và chờ phục hồi trở lại. Cái xác suất phục hồi cũng có, cũng khá là cao. Đây là ABC này. Thì chúng ta xem luôn cái điểm rơi quanh đây. Fibonacci 61.8. Thì quanh quanh cái Fibonacci 61.8 có nến doji và ngay cái trên line hỗ trợ. Thì từ trên line hỗ trợ này là vùng nên giữ và chờ phục hồi trong các phiên sắp tới. Và nếu từ đây mà nó bật tăng lên và có vùng đâu đó là từ 3-4 triệu cổ đi, 3 triệu rưỡi cổ trở lên nhé, thì CE từ đây nó sẽ tích cực lên lại. Còn trong ngành bất động sản thì sau phiên ngày hôm nay cũng rục rịch tích cực trở lại rồi. Và các phiên vừa qua thì cái nhóm CE, CO nó đạp cũng khá là sốc, nhóm mid cap bất động sản nó đạp khá là sâu. Nhưng mà về đây là có tín hiệu hỗ trợ xa phiên ngày hôm nay á. Về đây có nến doji rồi thì giữ được và chờ phục hồi trở lại trong các phiên sắp tới. Còn cổ phiếu nào ta? Cổ phiếu trước đây mình có khuyến nghị phân tích. Xem luôn những cái anh mà ghét. Thì ghét, cặp nến này các anh chị có thể mua giải ngân lại được quanh khu vực này này. Từ đây là chờ nó quanh khu vực này mua lại được. Thậm chí hồi sáng có anh em hỏi là có bán hay không thì em nói là về đây là nên giữ và có cái khu vực mua. Đang hai nến như thế này thì từ đây đã có một cái thăm minh nhịp đạp từ 28 về rồi. Thì nhịp này là nhịp tăng lên và sẽ chờ vượt luôn ngưỡng 28 trong thời gian tới. Thì quanh đây là ghét là cái điểm mua khá là tốt. Cổ phiếu tiềm năng thì chúng ta xem thử một vài cổ phiếu. Hầu như nếu như view của em và khuyến nghị mua sẽ là chứng khoán, bất động sản và ngân hàng. Ngân hàng thì các anh chị tập trung nhóm này này, CTG. BID thì các anh chị nào thận trọng hơn chút, muốn mua các cổ phiếu dưới này sâu thì Vietcombank hoặc BID, quan tâm tới hai con này thì mua hàng này. Còn em sẽ theo này, CTG. VB hiện tại vẫn còn khá là tốt, vẫn đang leader. CTG này, bỏ VB và bảy CTG, Techcom, MB, HD, STB là những cổ phiếu mua rất là tốt. Mid này dưới này STB vẫn mua rất là tốt này. Còn ngân hàng SHB vẫn tốt. Đối với cổ phiếu chứng khoán các chị HCM, AI là hai cổ, VND là ba cổ phiếu đầu ngành, VCI nữa. Còn không chúng ta đánh tốt nhỏ hơn, muốn nhanh hơn thì có thể những anh như SHS, MBS hoặc là SBS gì đó. Thì theo cái sóng ngành thì chúng ta anh chị là thích mid cap hoặc là nhóm nhỏ hơn trong ngành thì đánh nhóm 2, nhóm 3 gì đó. Còn không đánh leader thì đánh những con đầu ngành. Thì đồ thị của nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm cổ phiếu ngân hàng nó khá là na ná nhau.
Mạnh thì phiên này nhắc lại là có DG, KDH khá là mạnh, dòng tiền khá rõ ràng. Sacom Rio lúc sáng đạp cũng khá là sâu nhưng mà có tín hiệu bắt đầu phục hồi lại rồi. PLX có nhiều anh chị và nhiều nhóm trên thị trường cũng khuyến nghị câu này cũng khá là thường xuyên, vẫn đang là xấu. Hiện tại view thị trường này trong thời gian tới lên tới 1.350, mà trên thị trường của chúng ta nó còn rất là nhiều cổ phiếu trụ, nó còn chưa tăng giá nữa, thì theo nghĩ nếu như riêng nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng thôi nó bung lên thì đủ lực đưa VN-Index lên tới 1.350 rồi, chưa tính là Masan là một thế lực thời gian tới sẽ tiếp tục đi lên này. VHM ngày mai là điểm break trend này 105, 105 là Masan, 106 trên khung ngày nhưng mà trên khung tuần là 105, là Masan nó đã break được khung tuần rồi, nó sẽ vào nhịp tăng mạnh giống như Masan tại cái đợt 95. Thì những cái cổ phiếu trụ, nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính chứng khoán, bất động sản mà vào trên sóng tăng mạnh thì dư sức đưa VN-Index của chúng ta tìm gặp vùng này rồi. Còn những cái anh chưa vào sóng là Vinamilk, Sabeco, ACV, trong nhóm trụ vẫn còn một nhóm nó đang là tiềm năng, nó là nhóm tiềm năng trong tương lai. Vai trò của Vinamilk không thể phủ nhận, kể cả giờ làm ăn kinh doanh thì cái ngành sữa nó đã bão hòa rồi, nhưng mà với kết quả hoạt động kinh doanh mà không có gì quá xấu hoặc là tăng trưởng thị trường mới như Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng tuy có chậm lại nhưng mà vai trò của nó tới lúc thị trường cần những mã như Vinamilk phát huy, nó kéo nó sẽ đóng góp mạnh vào chỉ số. Nên cái mục tiêu hoặc là cái view sống của em trong thời gian tới vẫn còn rất là dài, chứ không đơn giản là dừng lại tại 1.350 đó, 1.3 đến 1.350. Vinamilk, Vietjet cũng chưa tăng này. Vietjet thì đi thường đi với ACV, ngành hàng không, HNV. Cũng đợt này là cũng đang là nhóm tích lũy, chưa tăng. ACV thì bắt đầu xuất hiện tín hiệu chững lại một chút, chững đà giảm lại và chờ những cái tín hiệu xác nhận thì chúng ta mới tham gia được. Vietjet thì vẫn đang lằng mằn quanh cái đường EMA20. Vinamilk là yếu tố tiềm ẩn này. RE phiên giao dịch ngày hôm nay là RE đạp nhịp này xuống quanh EMA20 và rút nấy lên cũng khá là đẹp. RE sau phiên hôm nay là cũng tương đối đẹp này, nhưng mà cần vượt luôn đường EMA20 và ở đây có vượt EMA20 thì có một cái trend line giảm giá ở đây, thì tại cái đoạn vượt mà tiền nó vào mạnh thì có thể cổ phiếu nó sẽ hình thành mẫu hình hai đáy, nó đi lên lại, lúc đó thị trường sẽ có thêm một cổ phiếu tác động tích cực tới xu hướng chung trong thời gian tới. Hầu hết theo cái chiến lược của em là gần như em tập trung đa phần tập trung sự dòng lực giai đoạn này là vào nhóm ngân hàng và tài chính, chứng khoán và trụ. Những nhóm cổ phiếu bên ngoài KSB và C32 có mức tăng cũng khá là tốt, KSB tiền cũng vào phiên nay cũng khá tích cực. KSB như nãy mình review rồi, hai nấy nấy xanh hôm nay đi liền với cái nấy doji trước và ngay tại khu vực đường EMA20. Hôm qua em có phát họa một cái chiến lược là mẫu hình, nếu ngày mai cái B nó mở gáp lại nữa thì ở đây đi lên khá là đẹp này. Mẫu hình hai đáy, mẫu hình hai đáy thì chờ nó vượt luôn 31.000 đường EMA20 đi xuống thêm đoạn nữa, vượt đó thì tiền nó mới khẳng định được. Còn hiện tại là quanh khu vực này là mua thăm dò và chờ cái sóng tăng mới. Em thì em view em là tập trung những cái nhóm cổ phiếu có trend sóng mạnh và đang giữ trên đường EMA20 ngày. Cổ phiếu nào càng giữ chưa thủng EMA20 ngày, ví dụ dòng ngân hàng mà STB hoặc là MBB đang nằm trên đây, thì khi nó bật lại, thị trường mà đồng pha bật lại lan tỏa, thì những cổ phiếu này sẽ là những cổ phiếu có tốc độ tăng giá nhanh nhất trong cái nhịp bật, nó sẽ đi đầu. Còn những anh ở dưới đi lên thì anh sẽ vướng lại những cái kháng cự cũ tại đỉnh, anh sẽ lên từ từ và cái nhịp sau anh bứt thoát ra luôn,
thành với bắt đầu chạy với tốc độ nhanh hơn, giống như những cổ phiếu sau này. Và cái video ngày hôm nay có lẽ là cũng có anh chị nào hỏi mã nào nữa không ta? Chúng ta view thêm một chút xem thử báo cáo tài chính có cái ở đây này. CEI trả cổ tức tiền mặt vào ngày 2 tháng 4. Ngày thực hiện, ngày chốt là 3344, nhà giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 22 tháng 4. Hôm nay là ngày 19, ngày 22 sẽ là thứ năm. Như vậy nếu kéo tích cực là từ ngày 21, ảnh sẽ kéo trước cái ngày chốt quyền. Và ngày chốt quyền nó chốt xong nó sẽ bật tích cực hơn trong ngày hôm đó. Và bối cảnh thị trường thì hiện tại đang tốt, thì quanh nó về đây thì sát cái thăm minh này rồi, quanh quanh cái ngày hưởng quyền của ảnh rồi, thì nó đạp súng, nó gom cổ tức, nó đánh lên một mớ, thì quanh quanh cái kỳ cổ tức sẽ là điểm rơi về mặt thời gian đối với CE. Và hiện tại là đạp cái pha vừa rồi CE đạp khá là sốc, và về tới đây thì lại là trend line hỗ trợ trung hạn rồi, một cái trend sóng dài khu vực này thì quanh đây là không có bán nữa, chờ từ đây nó đánh lên cái đợt cổ tức sau chia cổ tức nó đánh lên. Nam Kim, ok, gần như là cái định hướng của em là trong thời gian qua là chúng ta tập trung vào nhóm ngành tài chính chứng khoán ngân hàng ấy. Thì các phiên giao dịch sắp tới nếu như có cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp nào đáng lưu ý thì chúng ta sẽ vào chúng ta phân tích những cái báo cáo tài chính đó. Còn có lẽ cái view thị trường thì nó sẽ lặp đi lặp lại khá là nhiều rồi, thì em sẽ tạm thời em hoãn lại những cái buổi livestream này lại. Còn các anh chị nào quan tâm có thể là comment trên cái video có mã cổ phiếu nào quan tâm, có thể là dành thời gian em phân tích trước, nó sẽ kỹ hơn về mặt phân tích cơ bản, hoặc là ít nhất là lược sơ qua cái báo cáo tài chính hoặc là những cái điểm rơi báo cáo tài chính quý 1 của nó. Thì sau khi có cái comment đó xong, em vào em sẽ livestream và phân tích lại một vòng, nó sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Còn cái định hướng theo thị trường chung thì chúng ta tập trung vào những cổ phiếu trụ nổi bật, hoặc là những cổ phiếu trong nhóm chứng khoán ngân hàng bất động sản mà nổi bật, có dòng tiền tích cực thì chúng ta theo nó. Đặc biệt là những cổ phiếu khuyến nghị trong thời gian qua, KDH cũng còn khá là tốt. Cái này sẽ dẫn cái này vô đi lên thì chúng ta còn một cái trend sóng khá là dài phía trước nè. KDH các anh chị trong ngày hôm nay khá là tích cực. Thời gian qua nhiều anh chị nghĩ là tích lũy chán nản, nhưng mà thực chất cổ phiếu tích lũy này càng lâu nó vẫn, mà khi mà nó break vô lên trở lại thì là quá tích cực, nó thoát ra khỏi cái nền của nó để có một cái nền đủ vững để nó đi xa về sau này. Kể cả DG lúc hoặc là Nam Long vẫn view là một cái trend sóng tăng, trend đang là tích lũy trung hạn, tuy ở đây chưa tăng và yếu hơn các cổ phiếu khác, nhưng mà nhìn một cái này tổng thể thì nó vẫn đang bám trong cái khu vực tích lũy này, vol này của nó. Thì trend sóng tiếp theo khi nào nó quay trở lại, nó vượt trở lại mà nó có vol xác nhận thì nó thoát ra khỏi khu vực tích lũy này, nó sẽ là lại là một cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian tới. Và những cổ phiếu như DG, KDH bung được, VHM chuẩn bị là VRE, các chị nào quan tâm tới VHM và VRE đều mua tốt. Ngày mai VHM mà vượt 105 thì tiềm năng bùng nổ mạnh theo như Masan trong thời gian tới. Và bối cảnh hiện tại mà chúng ta cái nhắm mã nào trụ mà nó kéo mạnh thì chúng ta lao vào ok, bởi vì xu hướng thị trường nó đang đánh như vậy thì chúng ta nhanh nhạy, có dòng tiền có nấy xác nhận tốt thì khách thì tham gia vào, hoặc là giải ngân từng phần để tránh bị tâm lý chúng ta mua theo từng phần một, và có lợi thế sẵn cổ phiếu nó bung lên liên tục chúng ta có thể chúng ta đẩy lại thêm một hai phiên sắp tới, ví dụ như vậy. VRA cũng là hai cái nấy đảo chiều này, cũng là tham gia khá là tốt đối với những anh em nào, anh chị nào quan tâm tới mã này. Và như trong phiên ngày hôm nay còn mã nào chắc cũng điện nước thì chắc có anh PPC
PVC thì sóng cổ tức tới 7 70% rồi, 72% so với cái giá này là 30%. Thì anh này còn cơ sở là tiếp tục đánh sóng nếu như RE nó đã khỏe lên trở lại được, thì anh PVC này nằm ngay đường EMA 20 ngày thì cái sóng cổ tức của anh vẫn còn trước mắt. Xem như cái giá mà từ thời điểm ra thông tin về cổ tức là 24.500, lên 27.500 là 2.000, thì PVC nó mới tăng 10% thôi, nó chưa phản ánh hết cái tiềm năng sóng cổ tức của nó. Và nhịp này là nó đạp sâu cho những nhà đầu tư đua đua mua thêm thì nó đạp khá là sốc. Nhưng mà nhịp này anh chị nào quan tâm tới mã điện thì có thể vào lại PVC với cái sóng cổ tức vẫn còn. Và một nhịp buông mạnh như thế này, trên sóng đang tăng mạnh và điều chỉnh liên tục mà tựa vào đường EMA 20 thì các anh chị mở mua lại khá là tốt, mua bên đây và chờ nó retest đỉnh đây rồi thì giờ nó bung lên lại, thì con này vẫn là con rất là tiềm năng trong các phiên sắp tới. Điện thì có ghét PVC, Penny hôm nay là tiêu cực, Penny hôm nay khá là tiêu cực, có anh Fix thì dùng dần. Ok, chắc quanh đi quẩn lại thì chỉ có những cái nhóm ngành như vậy thôi. Và cái buổi livestream ngày hôm nay cũng xin kết thúc tại đây luôn. Đó, cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi buổi livestream nhận định thị trường của cổ phiếu 24 giờ TV. Hãy like và share và comment nếu cảm thấy video này có ích và hỗ trợ được cho các anh chị trong quá trình đầu tư và giao dịch. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.